Chào mọi người đến với livestream trên kênh YouTube Bóng Đá. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 và chỉ 3 ngày nữa thôi thì đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup thứ 2 năm 2026. Và đây cũng sẽ là mặt trận quan trọng quyết định đến tương lai của huấn luyện Philippe Chuzier. Ông đã hiệp đồng với Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam cho giấc mơ World Cup năm 2026. Thời gian gần đây thì một số những mục tiêu điều chỉnh một chút để giảm áp lực cho ông Philippe Chuzier và các cầu thủ đội quốc gia Việt Nam, khi mục tiêu của chúng ta là vào đến vòng loại thứ 3. Và sau khi vào đến vòng loại thứ 3, chúng ta sẽ nghĩ đến những câu chuyện tiếp theo, những hoài bão tiếp theo và những mục tiêu kế tiếp. Hôm qua chúng ta đã nói nhiều về câu chuyện mục tiêu đội tuyển Việt Nam, và chúng ta cũng đã dự đoán được là danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam có gì. Hôm qua Vũ Văn Thanh đã có mặt rồi. Xin chào anh Minh Quân. Trước khi mà nói lời chào với cả độc giả Bóng Đá thì cá nhân anh có bất ngờ với danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam hay không? Thực sự không có quá là nhiều sự bất ngờ khi huấn luyện viên Philippe Chuzier gần như là giữ lại đến 80% những cái lực lượng mà ông đã gọi vào dịp FIFA Day tháng 10 vừa qua, và chỉ ở trong cái bản danh sách này thực sự là không có quá nhiều tân binh. Và đáng chú ý là chúng ta sẽ nói về những sự quay trở lại của những công thần, và ngoài ra thì một số những cái trường hợp gây tranh cãi, mặc dù đang không đạt được phong độ quá cao tại câu lạc bộ, tuy nhiên mà vị thị trường người Pháp này vẫn gọi lên tuyển quốc gia, thì đây sẽ là một trong những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói trong buổi livestream ngày hôm nay. Trước khi chúng ta nói đến chủ đề hôm nay, nói về Trương Tiến Anh, một cái tên mà rất nhiều người đã nói, rất nhiều người tranh cãi rồi, thì không biết là anh Minh Quân thật sự mà nói thì anh có nghĩ rằng là Tiến Anh đang giữ một cái bí mật nào hay là một clip nào không nhỉ? Tại vì rất nhiều người trên Facebook mà tôi cũng không biết là clip gì, không biết bí mật gì mà sao mà đấy là câu hỏi rằng là có phải ông Trương Tiến Anh anh Trương Tiến Anh là anh cầm clip hay là cầm cái gì mà ông Chuzier hay không mà được gọi lên nhiều thế, thì tôi cũng rất tò mò là không biết là với cá nhân anh Minh Quân thì anh có bất ngờ về câu nói hay không, một câu rất là đùa, nhưng mà thật sự mà nói thì theo anh thì có phải là một cái gì đấy tranh cãi hay không liên quan đến Trương Tiến Anh? Về clip gì thì em cũng không biết, thì em chỉ biết và em sẽ nói với anh sau khi buổi livestream này khép lại thôi, còn giữ clip nào thì hiện tại em không nói được. Và thực sự thì Trương Tiến Anh chắc chắn là anh ta sẽ có những cái điểm mạnh của anh ta để khiến huấn luyện viên Philippe Chuzier gọi tiếp tục triệu tập anh ta. Đây là lần thứ tư liên tiếp mà Trương Tiến Anh đã được triệu tập đội tuyển quốc gia rồi, mặc dù phải vướng phải những cái sự chỉ trích, những cái áp lực từ dư luận truyền thông cho đến người hâm mộ, tuy nhiên Trương Tiến Anh vẫn được gọi lên tuyển. Và ở thời điểm hiện tại thì Trương Tiến Anh, sau khi huấn luyện viên Philippe Chuzier công bố cái bản danh sách vào chiều ngày hôm qua, thì ở dưới phần comment của trang fanpage Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam thì em thấy thì đến 60-70% thì người ta nhắc về cái tên Trương Tiến Anh. Ok, trước khi chúng ta nói sâu hơn về Trương Tiến Anh với tiêu đề ngày hôm nay, thì lại quay trở lại với bản danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bởi vì thực sự mà nói thì cứ danh sách tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta hiểu rằng là ở đây có 32 người. Bóng đá Việt Nam, cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam chúng ta, một đội bóng tập trung đến 32 người. Chúng ta lấy 32 nhân với 14 đội V-League, làm con số lên đến gần 400 người rồi, mà huấn luyện viên Chuzier phải nâng lên đặt xuống, chọn lựa và chọn vào trong sách đội tuyển quốc gia Việt Nam 32 người. Chắc chắn sẽ có những cái tên không có mặt, chắc chắn sẽ có những cái tên gọi lên bị sự tranh cãi. Và trước khi chúng ta nói đến Trương Tiến Anh đi, thì chúng ta sẽ nói đến những cái tên vắng mặt theo Minh Quân. Đó là những ai mà bạn cảm thấy rằng là tiếc nuối khi không có mặt trong đợt tập trung lần này? Những cái tên đáng tiếc không được tập trung ở đợt tập trung lần này, chúng ta có thể nhắc đến đầu tiên là trường hợp của hậu vệ cánh phải Hồ Tấn Tài. Trường hợp thứ hai là của Nguyễn Công Phượng, cái tên đang thi đấu cho Yokohama FC, mặc dù đang dấu hỏi của Công Phượng đang bị đặt dấu phong độ của Công Phượng đang bị đặt dấu chấm hỏi, tuy nhiên với cái đẳng cấp mà anh ta được thi đấu rồi, anh ta được tập luyện ở một cái nền bóng đá tiên tiến hơn, thì em nghĩ là tầm ảnh hưởng của Công Phượng khi về được lại tuyển quốc gia thì vẫn có thể phát huy được. Và ở trận gặp Palestine vừa qua thì Công Phượng cũng đóng góp một bàn thắng. Ngoài ra thì em cũng hơi đáng tiếc cho Đàm Tiến Dũng, như Hoàng Thái Bình, Bùi Duy Thường hay Phạm Trung Hiếu, những cái tên cũng đang có được phong độ ổn định trong quãng thời gian vừa qua. Tôi nghĩ đến một số những cái tên khác. Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến là Bùi Tiến Dũng đó. Dường như là trung vệ này đã không còn nằm trong kế hoạch của ông Philippe Chuzier. Trước đấy thì Bùi Tiến Dũng, một trong những cầu thủ được xem là cứng cựa của thời ông Toshiya Miura, sau đó là ông Nguyễn Hữu Thắng, và tiếp đến là chúng ta có bộ ba trung vệ thật sự rất hay ở giai đoạn năm 2018. Đấy là Trần Đình Trọng, đấy là Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh. Thì chúng ta nhìn thấy trong danh sách này thì không có Bùi Tiến Dũng. Vấn đề của câu chuyện của Đỗ Duy Mạnh thì như cũng không có tên trong danh sách này. Đỗ Duy Mạnh có tên. Và một cái tên là Trần Đình Trọng thì đã quá lâu rồi chúng ta không nhắc đến nữa. Và cái việc chấn thương đứt dây chằng liên tục của Đình Trọng đã khiến cho cái sự nghiệp câu chuyện đội tuyển quốc gia Việt Nam của anh ấy cũng không còn được kéo dài. Và một cái tên nữa mà sẽ nhiều người có thể sẽ không đoán đến, nhưng mà tôi nghĩ là cũng xứng đáng lên đội tuyển quốc gia Việt Nam với phong độ của anh ấy thể hiện trong hai trận đấu vừa qua thôi. Có nghĩa là ở đây là mình góc độ cá nhân của mình nhá, thì tôi thấy hơi tiếc một chút cho Amit.
Thật sự mà nói thì cầu thủ Amit này cũng đã chơi hai trận đấu đầu tiên ở Thanh Hóa tương đối là ok. Tuy nhiên thì Amit lại không có tên trong trận này. Thực ra mà nói thì việc lên đội tuyển quốc gia là một phần, nhưng tập trung được và trụ lại ở quốc gia còn là câu chuyện dài hơn nữa. Thì hơi tiếc một chút khi mà Amit đã không có tên, một gương mặt mà tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng là không có phong độ cao đã rồi. Cái thứ hai là cũng khó có nằm trong danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam của thầy ông Chu Dê. Thì đấy chính là trường hợp của Nguyễn Thành Trung. Tôi nghĩ rằng Thành Trung đã từng là một thủ trung vệ được hàng đầu của bóng đá Việt Nam giai đoạn năm 2021 đến 2022. Nhưng đây là thời điểm mà Thành Trung không có phong độ cao, có lẽ không có phong độ cao từ thời điểm câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Hà Nội FC đến đội tuyển quốc gia nữa, nên tôi nghĩ rằng là cái việc Thành Trung không lên đội tuyển Việt Nam một phần là hơi tiếc một chút, nhưng cũng là điều mà chúng ta đã dự đoán được. Còn những cái tên nào khác mà đáng lẽ ra mà theo Quân thì theo như các huấn luyện viên trên trực tuyến trên mạng hay cá nhân chúng ta là những người cũng không phải là người trực tiếp cầm quân đội quốc gia Việt Nam hay làm việc đội quốc gia Việt Nam, thì chúng ta nhìn góc độ người bên ngoài thôi, thì cá nhân Quân thì cảm thấy tiếc thế nào ở góc độ fan hâm mộ mà không thể lên được đội tuyển này? Thực ra ngoài những cái tên mà nhà báo Chí Công vừa đặt ra cũng như là em vừa nêu ra, thì ở trong cái bản danh sách này còn có Phú Quang Nam, tiền đạo đã ghi 2 bàn thắng trong 2 vòng đấu tại V-League vừa qua, và có Amit cũng là cái tên đã thi đấu rất nổi bật bên phía hành lang cánh phải của câu lạc bộ Thanh Hóa. Và ngoài ra thì còn có vắng mặt Nguyễn Đức Chiến. Đức Chiến nhỉ, không có tên. Nguyễn Đức Chiến cũng không có tên, mặc dù ở dịp FIFA Day tháng 10 vừa qua Đức Chiến đã lọt vào danh sách cuối cùng trước khi ông Chu Dê chốt danh sách để lên đường sang Trung Quốc và Hàn Quốc tham dự 2 trận đấu vào dịp FIFA Day tháng 10. Tuy nhiên ở đợt tập trung này Đức Chiến lại không có mặt. Chúng ta còn hôm qua còn bình luận với nhau là nếu như trong trường hợp các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam ấy mà đang có phong độ không cao ấy thì chúng ta sẽ hy vọng vào những hậu vệ có khả năng ghi bàn, đúng không? Thì hai trong số những hậu vệ có khả năng ghi bàn tương đối là sòn như là Thành Trung, người rất bắn bàn, và thứ hai là Nguyễn Đức Chiến thì lại không có tên. Chúng ta vẫn có sự xuất hiện của Vũ Văn Thanh. Dẫu sao thì hai trong số những cầu thủ mà chúng ta nhắc đến ngày hôm qua là Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh, thì một trong hai người đã lên đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi. Và với cá nhân tôi vẫn thấy rằng là Văn Thanh thật sự rất xứng đáng là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên thì sự xuất hiện của Văn Thanh đã tạo ra một cuộc cạnh tranh vì vị trí hậu vệ phải này tương đối thú vị. Chúng ta sẽ có sự xuất hiện của cầu thủ trẻ Hồ Văn Cường, cái tên được nhắc đến tương đối nhiều trong năm nay. Cái thứ hai là trường hợp của Trương Tiến Anh, cầu thủ bị tranh cãi rất nhiều trong những trận đấu vừa qua. Và cái tên thứ ba là cái tên đã xuất hiện ở rất nhiều những giải đấu trước đó, Vũ Văn Thanh. Một thời gian, có lẽ là được từ tháng 6 đến nay, tức là 5 tháng rồi, Văn Thanh mới quay trở lại được quốc gia Việt Nam. Về cá nhân Quân thì sự trở lại của Văn Thanh sau 5 tháng thì cái vị thế của Thanh ở đội quốc gia Việt Nam sẽ như thế nào? Và liệu rằng anh ấy có mặc định được một vị trí ở vai trò hậu vệ phải hay không? Hay anh ấy sẽ phải cạnh tranh với Trương Tiến Anh? 5 tháng là quãng thời gian rất dài, và chúng ta đã có 3 cho đến 4 lượt tập trung khác nhau, và lần này thì Văn Thanh mới trở lại. Trong khi đó thì huấn luyện viên Philippe Chuze đã thử nghiệm rất ở vị trí tiền vệ, hậu vệ cánh phải rất là nhiều những cầu thủ khác nhau, như là Trương Tiến Anh này, như là Triệu Việt Hưng này, rất nhiều những cầu thủ khác. Và đến thời điểm hiện tại khi mà Văn Thanh quay trở lại thì anh ta sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0, phải nỗ lực như cái thời điểm mà Văn Thanh vừa được lên được tuyển quốc gia vào năm 20 tuổi dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng. Có nghĩa là anh ta phải bắt đầu lại từ đầu để chứng minh với huấn luyện viên mới rằng mình sẽ có năng lực. Tôi nghĩ rằng là Văn Thanh sẽ phải hiểu rằng là bây giờ anh ấy không còn là cầu thủ hàng đầu của vị trí hậu vệ phải bóng đá Việt Nam như thời ông Hữu Thắng hay là thời điểm của ông Park Hang-seo nữa. Thời điểm Park Hang-seo thậm chí Văn Thanh còn mất vị trí cơ. Ông có mất vị trí vào tay chính Hồ Tấn Tài. Thì thực sự mà nói rất may là phong độ của Văn Thanh ở giai đoạn vừa qua là rất tốt, và điều đó đủ thuyết phục để cho huấn luyện Philippe Chuze đưa Văn Thanh lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và như Quân thì mình cũng đồng tình, đó là vị thế của Văn Thanh bây giờ cũng sẽ chỉ ngang với trường hợp của Trương Tiến Anh và cũng sẽ chỉ ngang với cả Hồ Văn Cường thôi. Đấy là ở trên góc độ về sự cân bằng của quốc gia Việt Nam. Nhưng tất nhiên chúng ta vẫn tự hiểu với nhau rằng là xét với hai cầu thủ kia, xét với Tiến Anh hay xét với cả chính Văn Cường, thì Văn Thanh vốn dĩ đã có cái kinh nghiệm nhiều hơn rồi. Anh ấy đã thi đấu ở quốc gia từ năm 2016 và thậm chí là người đã châm ngòi cho một trận đấu rất hay giữa đội quốc gia Việt Nam và Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016. Đấy là trận đấu mà chúng ta đang để thua 0-2. Nhưng chính Văn Thanh và Vũ Minh Tuấn, hai cầu thủ họ Vũ, đã gỡ hòa 2-2 để đưa đội tuyển Việt Nam vào đến hiệp phụ. Hơi tiếc một chút là chúng ta thiếu người vì Nguyên Mạnh thẻ đỏ thôi. Tôi nghĩ rằng là với một kinh nghiệm bề dày như vậy cộng với phong độ đang tìm được trở lại như này thì Văn Thanh sẽ có một lợi thế hơn so với những cầu thủ khác. Tất nhiên theo cũng nhìn của huấn luyện viên góc độ chuyên môn thì tất cả đều được đối xử ngang nhau và công bằng. Ai cố gắng tốt hơn, ai tập luyện nhiều hơn, ai tập luyện siêng năng hơn, ai chăm chỉ hơn thì sẽ được vào thôi. Nhưng mình nghĩ rằng là trong 5 tháng vừa qua Văn Thanh cũng đã hiểu được rằng mình bây giờ không phải là vị thế số 1 để lúc nào cũng không đứng mãi một chỗ nữa, phải cố gắng nhiều hơn, phải gồng lên. Và tôi nghĩ rằng đôi khi tôi nghĩ nhé, việc sử dụng Trương Tiến Anh và hay dự Hồ Văn Cường ở giai đoạn trước đấy
nó là một đòn bẩy cho Văn Thanh để cố gắng lên. Ông Chu Dê coi thời điểm đấy có thể là một thời điểm thử nghiệm cho hai cầu thủ này, nhưng bên cạnh đó ông cũng muốn để cho các cầu thủ chủ lực của đội quốc gia Việt Nam trước kia, thời điểm ông Park Hang-seo, hiểu rằng à bây giờ là huấn luyện viên mới rồi, mình phải cố gắng hơn, nếu như mình không cố gắng hơn là mình sẽ bị mất màu và mình sẽ không còn nằm trong kế hoạch nữa. Thì tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện nó cũng giống như xã hội thôi, mỗi một thời điểm mà một lãnh đạo khác lên là nắm quyền thì họ sẽ có những sự đổi mới và họ sẽ có những cái con người để tạo ra phong cách của họ, để tạo ra một cái đường ray do họ lãnh đạo. Thì đôi khi những cái công thần trước kia của thời trước ấy, họ sẽ phải tự hiểu rằng là bây giờ một là họ ra đi, hai là họ sẽ phải thuận theo những một lãnh đạo mới để họ cố gắng hơn. Thì tôi nghĩ rằng là đôi khi để bị phát đòn bẩy, khi mà Tiến Anh và Hồ Văn Cường liên tục được tập trung thì Văn Thanh sẽ cảm giác là à nếu như bây giờ mình không cố gắng lên thì mình sẽ giống như một số những cầu thủ trước đó, các đàn anh trước đó, hay mình sẽ giống như chính những đồng đội của mình là mình sẽ không lên đội quốc gia Việt Nam nữa. Và chính Văn Thanh đặt câu hỏi rằng là liệu mình có cần khát khao đội quốc gia Việt Nam hay không. Nếu khát khao mình sẽ lên. Thì mình nghĩ rằng là đây là thời điểm mà nếu như Văn Thanh tìm kiếm được điều đó và khẳng định bản thân mình thì đây là một giai đoạn cực kỳ tốt để Văn Thanh thể hiện bản thân. Đấy cũng là những cái cơ hội để Văn Thanh có thể chứng minh lại cái bản thân lại đội tuyển Việt Nam. Và ông Chu Dê, ông cái việc mà ông ta không gọi Văn Thanh trong những cái đợt tập trung trở lại đây cũng là một phần để giúp Văn Thanh lấy lại cái động lực, lấy lại cái sự khát khao để cạnh tranh một vị trí lên đội tuyển Việt Nam. Đúng, bây giờ thì chúng ta sẽ không nói nhiều Văn Thanh nữa và mình nghĩ rằng chúng ta sẽ nói đến nhiều câu chuyện mà tất cả mọi đang quan tâm, đó là Trương Tiến Anh. Thực ra mà nói thì câu chuyện Trương Tiến Anh lên đội tuyển quốc gia Việt Nam như mình cũng nói vừa rồi, đấy là câu chuyện đòn bẩy về tinh thần. Nhưng bây giờ chúng ta nói về câu chuyện chuyên môn đi. Trương Tiến Anh đã lên tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tháng 6. Anh ấy có một chút sự cố nho nhỏ vì việc trận đấu đầu tiên khi ra mắt đội quốc gia Việt Nam thì bị ngất. Mình có nói chuyện với Trương Tiến Anh ngay sau trận đấu đó thì Tiến Anh có chia sẻ rằng là nó không nằm ở câu chuyện về mặt sức bền và thể lực của anh ấy, mà là do anh ấy chưa có một sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần và tâm lý, dẫn đến việc là bị đói, tụt huyết áp và khi đấy thì đã bị ngất. Sau trận đấu đấy thì ông Philip Chuze đã gặp trực tiếp Tiến Anh để hỏi rằng là bạn có ok không, thì anh ấy nói rằng là ok và ngay lập tức thì ông Chuze tiếp tục trao cơ hội cho Tiến Anh. Thì xuyên suốt một chặng đường dài, những trận giao hữu đã qua thì cá nhân Quân thì Quân đánh giá Trương Tiến Anh là một người như thế nào? Thực sự mà nói thì bây giờ chúng ta phải nhìn ở những góc độ Tiến Anh đã đóng góp thế nào cho đội quốc gia Việt Nam và Tiến Anh đã thể hiện mình như thế nào ở đội quốc gia Việt Nam để chúng ta nhìn nhận cách công tâm là Tiến Anh được điểm nào và chưa được điểm nào. Bởi vì mình đã cảm giác rằng là người hâm mộ đang hơi một chiều, xin lỗi mọi người, là một bộ phận của đội viên ấy, là đang hơi một chiều, là đang bị chỉ trích Tiến Anh nhiều quá và họ đang nghiêng về phương án là à vì Tấn Tài Văn Thanh hay quá rồi, tự dưng cho một cầu thủ Tiến Anh chơi chưa hay mà khiến cho như thế mất công bằng, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta phải nhìn công tâm hơn là Tiến Anh thể hiện mình được như điều gì và có những điểm khuyết điểm nào. Thì cá nhân Quân là người theo dõi đội tuyển Việt Nam suốt 5 tháng qua, anh đánh giá thế nào về Tiến Anh? Trước tiên thì mình có theo dõi một cái trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Bình Thuận tại vòng 2 cúp quốc gia. Thì đấy cũng là một cái thời điểm mà huấn luyện viên Philip Chuze đã thực sự ấn tượng với Trương Tiến Anh, sau khi anh ta có một cái bàn thắng rất đẹp từ bên phía cánh trái tung ra một cớ lòng rất đẹp vào lưới của Bình Thuận. Và từ cái quãng thời gian đấy thì Trương Tiến Anh đã nằm trong cái danh sách sơ bộ của huấn luyện viên Philip Chuze. Huấn luyện viên Chuze ấn tượng với Trương Tiến Anh về cái sự nhiệt tình của anh ta, về cái sự về cái khả năng thể về thể lực, về cái sự nhiệt tình, và anh ta có thể lên công về thủ nhịp nhàng. Và nói chung là anh ta đem lại cái sự cân bằng cho đội tuyển Việt Nam giữa tấn công và phòng ngự. Còn về cái mặt điểm em chưa thích về Trương Tiến Anh thì đây là một cầu thủ mặc dù nhiệt tình đấy, tuy nhiên anh ta là một cái mẫu cầu thủ là có hơi thiên hướng giống như Daniel James, một cựu tiền vệ của Manchester United. Thì anh ta rất chú trọng vào cái việc bứt tốc, lên công về thủ và hỗ trợ phòng ngự tốt. Tuy nhiên về cái những khâu xử lý cuối cùng, những cái tình huống xử lý đột phá, những cái tình huống mà cần cái độ quái thì Trương Tiến Anh lại không có. Thì em cần, đó cũng là lý do mà rất là nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam thực sự là cảm thấy là đôi khi cảm thấy là hơi bị kiểu thấy Tiến Anh hơi mộc quá ấy. Thì nhiều khi những tình huống mà đáng lẽ ra mà Tiến Anh có thể tạo ra được sự khác biệt ấy thì bạn ấy lại hơi mộc, và điều đó khiến cho người hâm mộ cảm thấy là à bạn ấy chưa đủ quái và chưa đủ khả năng để có thể cạnh tranh với cả Văn Thanh và Tấn Tài. Có lẽ như vậy. Trước khi mà đến với cả những cái bình luận của mọi người, hiện tại chúng ta đang có gần 100 người đang xem rồi và có lẽ rằng mọi người sẽ cần nhiều hơn về thông tin liên quan đến Trương Tiến Anh, thì ngày hôm nay mình nhận được báo cáo của White Sport nói về cái sự đóng góp của Trương Tiến Anh ở mùa giải năm 2023, mùa giải mà Tiến Anh đã thi đấu 14 trong tổng số là gần 20 trận đấu của Viettel. Khi đó chúng ta sẽ nói nhìn rõ hơn được là Tiến Anh đã thể hiện mình như thế nào. Nhưng có một điều rất đáng chú ý,
đấy là từ thống kê của Wisecout thì chúng ta mới nhận ra một điều rằng là thực tế mà nói Trương Tiến Anh đa phần chơi bóng ở hành lang trái chứ không phải là một vai trò hành lang phải như ở mùa giải năm nay với hai trận đấu đầu tiên ở Viettel và như những gì mà ông Philip Chuze đã sử dụng Trương Tiến Anh trong giai đoạn vừa qua ở giải giao hữu, ở những trận giao hữu. Ví dụ ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là Trương Tiến Anh đang nằm trong một cái vị trí trung bình khá ở nhiều hạng mục. Tiến Anh đang nằm ở vị trí, ví dụ như ở vị trí thu hồi bóng nhé, thì Trương Tiến Anh đứng ở vị trí trung bình thứ 5 về khả năng thu hồi bóng với tổng số là trung bình là 4,03 lần một trận và đứng thứ 5 trong danh sách những hậu vệ trái ở V-League trong mùa giải 2023. Chúng ta hiểu rằng là thứ trung bình nhá, một đội bóng có 2 hậu vệ trái thì nhân với 14 đội có tổng cộng 28 người thì Tiến Anh đứng vị trí thứ 5. Bên tính rộng hơn, tính hẹp hơn một chút là những cầu thủ đá chính thường xuyên thì có tổng cộng là 14 hậu vệ trái đá thường xuyên thì Tiến Anh ở vị trí thứ 5. Như vậy là mình vẫn nói rằng Tiến Anh là một trong những cầu thủ ở nằm trong dạng top 5 thì nghe nó hơi cao, nhưng mà nói rằng là Tiến Anh nằm vị trí ở trung bình thì còn là phù hợp. Hay là một vị trí nữa là trong vai trò tranh chấp thì Trương Tiến Anh đứng vị trí thứ 7 với tỷ lệ thành công là 50% và xếp dưới A Sơn, Ngô Tùng Quốc, Dụ Quang Nho, Hoàng Thái Bình thì Trương Tiến Anh với và Phan Tuấn Tài thì Trương Tiến Anh với thứ 6. Rồi ở một vị trí nữa là vị trí liên quan đến dê bóng. Đây là dê bóng trong chuyện tấn công đúng không? Thì Trương Tiến Anh đang nằm xếp ở vị trí thứ 5 dưới Lê Xuân Tú của Quảng Nam hiện tại, của Bùi Văn Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nguyễn Duy Dương của Sana Khánh Hòa, Ngô Tùng Quốc của Thành phố Hồ Chí Minh thì Trương Tiến Anh xếp từ vị trí thứ 5. Đấy à, thì cá nhân mình thì có một số hạng mục khác, nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy rằng là Tiến Anh đang ở một cái diện nó hơi ở mức độ là vừa phải, tức là không quá nổi trội nhưng cũng không quá là tệ để chúng ta đánh giá Trương Tiến Anh thấp. Chỉ là điều là sự kỳ vọng của mình chúng ta dành cho một hậu vệ phải, hậu vệ biên đá được quốc gia Việt Nam là cao hơn thì Trương Tiến Anh chưa thể đạt điểm đó. Và tôi hơi tiếc một chút cho anh Minh Quân, có phải nếu như tình huống mà Tiến Anh ghi bàn vào lưới Hàn Quốc thì cuộc đời bạn sẽ khác hay không? Đúng rồi. Giống như cái tình huống mà Hoàng Đức, nếu như mà anh ta ghi bàn vào lưới được U20 New Zealand ở vòng chung kết World Cup U20 2017 thì cuộc đời Hoàng Đức sẽ rẽ sang một cái hướng khác và biết đâu là anh ta sẽ nổi tiếng sớm hơn. Thì cũng giống như Trương Tiến Anh vậy, ví dụ như nếu như mà Trương Tiến Anh ghi bàn vào lưới đội tuyển Hàn Quốc thì đến thời điểm hiện tại cái việc mà Trương Tiến Anh xuất hiện trong cái bảng danh sách của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ hai World Cup thì sẽ không gây ra quá nhiều sự tranh cãi bởi vì Trương Tiến Anh đã đóng góp được một phần nào vào cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đã gặp đội tuyển Hàn Quốc, nhất là cái việc mà anh ta có thể ghi vào lưới đội tuyển Hàn Quốc nữa thì cái việc sự hiện diện của Trương Tiến Anh trong cái bảng danh sách này sẽ không gây ra nhiều sự tranh cãi giống như thời điểm hiện tại. Hơi tiếc một chút là Tiến Anh đã bỏ lỡ những cái cơ hội để có thể là khẳng định mình nhiều hơn. Như là tôi đang nhớ đến trận đấu đầu tiên với cả Syria thì Tiến Anh cũng đã có một tình huống dâng cao lên ở giai đoạn cuối trận, sau đó thử cú sút không thành công. Hay là trận đấu với Hàn Quốc thì Tiến Anh còn chỉ nắn nót hơn, tức là Tiến Anh không dứt điểm luôn mà hạ bóng lại để lừa được hậu vệ Hàn Quốc trôi đi rồi dứt điểm. Nhưng cái chân trái của Tiến Anh là không đủ ngoan để đưa trái bóng vào gôn mà lại đi qua hàng rào, đi qua sàng A. Thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện đổi đời cầu thủ ấy, đôi khi nó nằm ở một khoảnh khắc của một trận đấu hoặc là một giải đấu. Chúng ta nhìn thấy Bùi Tiến Dũng, thực sự mà nói thủ môn Bùi Tiến Dũng bây giờ không còn nằm trong kế hoạch của quốc gia Việt Nam lâu rồi. Bùi Tiến Dũng cũng không còn là một thủ môn được xem diện giỏi ở bóng đá Việt Nam nữa, và chính bản thân Bùi Tiến Dũng đã hiểu điều đó và Tiến Dũng chấp nhận rằng là mình là thủ môn dự bị ở cho Philip Nguyễn ở câu lạc bộ Hà Nội thôi. Thì chính điều đó chúng ta nhìn thấy rằng thời điểm mà Tiến Dũng hay nhất là thời điểm mà Dũng chơi những quả penalty rất là tốt ở cái giải U23 châu Á và một phần nào đó là ASEAN năm 2018 ở năm đó thôi. Nhưng sau đó những năm 2019, 2021 thì Dũng bắt đầu không còn thể hiện được bản thân mình như vậy và dần dần là bị trôi xuống. Thì tôi thấy hơi tiếc cho Trương Tiến Anh khi mà đáng lẽ ra ở một thời điểm mà nếu như Tiến Anh có thể tận dụng được thì có thể góc nhìn của người hâm mộ đôi khi sẽ có sự cải thiện hơn. Mình dùng từ cải thiện thôi, có thể là người hâm mộ vẫn sẽ có những cái góc nhìn cực đoan. Đấy là quan điểm của mỗi người mà chúng ta hoàn toàn có thể là tôn trọng và đồng cảm. Chỉ có điều rằng là cải thiện ở chỗ là hóa ra cậu này tham gia tấn công vẫn tốt đấy chứ, cậu này có thể ghi bàn được đấy chứ. Nhưng cuối cùng thì Tiến Anh lại bỏ lỡ những cơ hội đó. Và mình đã từng có bài viết về Tiến Anh ở chỗ câu chuyện này, đó là Tiến Anh là người luôn luôn đứng ở lằn ranh giữa việc thành công và một chút gì đó thất bại. Ở thời điểm năm 2017 thì Trương Tiến Anh cũng nằm trong diện cuối cùng danh sách được đi U20 World Cup, tức là ở danh sách dự bị thôi. Nhưng cuối cùng thì Hoàng Anh Tuấn chọn lựa một cái tên khác là Phan Thanh Hậu chứ không phải lựa chọn Trương Tiến Anh. Đấy là một điều chúng ta rất là buồn. Cá nhân tiếc cho Tiến Anh và Tiến Anh cũng cảm thấy rất là buồn chứ. Sau đó thì giai đoạn kế tiếp khi Tiến Anh gần như là lĩnh sướng đội tuyển U19 Việt Nam thế hệ sau thì đội tuyển U19 Việt Nam lại không thành công.
Đó thì đấy là những cái giai đoạn nó rất là tiếc cho Tiến Anh, và Tiến Anh cũng đặt đứng ở vị trí lằn danh như thế. À, trước khi mà tương tác với cả người hâm mộ thì xin độc giả đang theo dõi livestream của kênh YouTube Bóng Đá, hiện tại chúng ta đã có bao nhiêu người xem rồi thưa anh Minh Quân? Hiện tại chúng ta đang có 95 người xem và chúng ta sẽ đặt mục tiêu là 100, mốc 100 đầu tiên nhá. 114 người xem. À, 114 người xem rồi, chúng ta hướng đến câu chuyện là 200 người đang xem nào. À, tiếp theo thì trước khi tương tác với độc giả thì xin phép được công bố thêm những số liệu thống kê của White Sport liên quan đến trận đấu của Trương Tiến Anh với đội tuyển Việt Nam trong trận thua 0-6 trước Hàn Quốc. Thì Tiến Anh đã có 68 phút ra sân, và sau đó được ra sân thì Hồ Văn Cường vào sân thay thế. Tiến Anh có tổng cộng là 2 lần dứt điểm, và trong đó thì 1 lần dứt điểm trúng những cầu môn nhưng mà không vào lưới. Tiến Anh có tổng cộng là 18 tình huống chuyền bóng và chính xác là 9 lần, tức là chỉ 50% thôi. Có 3 tình huống căng ngang, một trong số 3 tình huống đó là thành công, 33%. Có 2 lần dê bóng thì chỉ 1 lần thành công thôi, một nửa. Có tổng cộng 16 lần tranh chấp, chỉ có 6 lần tranh chấp thành công thôi. Và tỷ lệ mất bóng trên phần sân nhà là 7 lần, tương đối là nhiều. Tương đối là nhiều. Và tỷ lệ mà thu hồi bóng trên phần sân đối phương là 2 lần thành công. Đó thì chúng ta thấy có 2 lần thì Tiến Anh chạm được bóng trong vòng cấm địa của đội bạn. Đấy, có nghĩa là hình dung ở đây chúng ta có thể nhìn thấy 3 vấn đề. Vấn đề đầu tiên là Tiến Anh vẫn đang chơi bóng ở những cách chơi giống như Philippe Chuzier đã dùng anh ý ở những trận đấu trước. Đấy là cố gắng lên tham gia tấn công tích cực, cố gắng là xuất hiện nhiều trong vòng cấm địa, chờ đợi những tình huống biên kia truyền vào hoặc là từ đồng đội trung lộ truyền sang. À, cố gắng là thực hiện tình huống dứt điểm. À, Tiến Anh là cầu thủ có một cái sức mạnh, một cái sức bền rất là tốt. Đây là một cầu thủ mà mình vẫn gọi là Doraemon kết hợp với Nobita ấy. Tức là một cầu thủ tương đối là có cái thể hình, có hình dáng hơi giống Doraemon, tròn tròn nhưng lại rất là cần mẫn. Đấy, và đôi khi là hơi mộc kiểu giống kiểu Nobita thì cũng hay di chuyển như vậy. Và cái chính sức bền và cái việc tuân thủ đấu pháp của ông Philippe Chuzier là điều mà Tiến Anh đang là một cái thế mạnh để cho ông Chuzier tin tưởng tuần Tiến Anh trong giai đoạn đó. Bạn ấy hơi giống Valencia của MU ngày xưa, tức là một cầu thủ cần mẫn công nhân, không quá sáng tạo, không quá đột biến nhưng mà chơi theo đúng phong cách mà huấn luyện viên cần, tức là anh cứ giam ra như tình huống như thế đi, còn lại thì những cầu thủ sáng tạo khác thì người khác lo đó. Nhưng mà một vấn đề thứ hai là do đội tuyển Hàn Quốc mạnh quá nên Tiến Anh bảo bộc lộ những cái sai sót nằm ở câu chuyện phòng ngự, đấy, mất bóng, đấy, dê bóng cũng không thể thành công. Đấy thì một cái yếu tố thứ ba thì là câu chuyện tố chất của Tiến Anh thôi, như mình vừa nói rồi. Đấy thì từ ba yếu tố trên thì chúng ta đánh giá Tiến Anh ở góc độ thế nào? Đây là một cầu thủ trung bình, tầm trình độ ở mức độ trung bình khá đi. Xét ở tầm góc độ quốc gia Việt Nam, một đội bên phải thì sẽ cần nhiều yếu tố hơn, sắc sảo hơn, đẳng cấp cao hơn. Nhưng ở một những trận đấu mà cần farm sức ấy, những cái trận đấu mà kiểu như là đội bạn đang biên họ đang lên nhiều ấy, và cần những cầu thủ mà có sức bền chiến đấu được mà cũng tham gia tấn công cần mẫn ấy, thì Tiến Anh có thể sử dụng được như vậy. Nhưng cần khoảng khắc tỏa sáng thì cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần nhiều hơn ở một cái tên như Vũ Văn Thanh hay thậm chí là Hồ Văn Cường đi, vì Cường đã ở giải U21 quốc gia rất là tốt và những tình huống sáng tạo rất là tốt, thì mình nghĩ rằng là Tiến Anh sẽ là mẫu cầu thủ dạng công nhân. Cá nhân Quân thì sao? Thực ra thì theo những con số thống kê mà anh Công vừa đưa ra thì Trương Tiến Anh có tỷ lệ mất bóng khá là nhiều. Hình như là trong 7 tình huống thì Trương Tiến Anh đã mất bóng đến 5 lần. Trong khi đó, tuy nhiên khi mà gặp đối thủ Hàn Quốc với một cái đối thủ mà mạnh hơn chúng ta rất nhiều, họ gây áp lực rất cao và họ pressing rất tốt, vì các cầu thủ Việt Nam mất bóng thì cũng là điều bình thường thôi. Và Võ Minh Trọng, cầu thủ mà được huấn luyện viên Chuzier tin tưởng tại hành lang cánh trái, trong 17 tình huống thì anh đã mất bóng 15 lần rồi. Và rất là nhiều cầu thủ khác như Hùng Dũng hay là Tuấn Hải ở phía trên cũng mất bóng rất là nhiều, hay kể cả Phan Tuấn Tài cũng mất bóng rất là nhiều, nên chúng ta không thể trách Trương Tiến Anh được. Và theo em nghĩ thì Trương Tiến Anh ở thời điểm hiện tại sẽ được gọi lên và khả năng cao đã được gọi rồi. Đã được gọi rồi, và em nghĩ là Trương Tiến Anh sẽ phù hợp với đội tuyển Việt Nam trong từ khoảng 20 cho đến 25 phút cuối trận, ở cái thời điểm mà Việt Nam cần bung sức, và cái thể lực của Tiến Anh là một cái điểm mạnh và anh ta có thể tạo ra những cái sự đột biến. Tôi thì hơi nghĩ ngược lại nhé. Tôi nghĩ là Tiến Anh sẽ được vào sân ở đầu trận và sẽ cố gắng là cầy cái sức ở cánh biên đấy để cho hậu vệ bên họ cũng sẽ phải mệt mỏi chứ. Sau đó những trận thời điểm mà cần có sự sáng tạo và cần thời điểm mà lóe sáng của cầu thủ hoặc tấn công nhiều ấy, Văn Thanh vào sân. Lúc đấy thì Văn Thanh đang có sức mạnh đúng không? Đang có nhiều sức chiến đấu, vào sân lúc đấy thì sẽ tỏa sáng nhiều hơn. Thì ở đây thì chúng ta cũng hiểu rằng là cầu thủ sẽ có những cái kiểu dạng khác nhau và số phận của họ cũng định hình khác nhau. Đôi khi có những cầu thủ không phải ngôi sao thì họ sẽ là những cầu thủ hy sinh và cần mẫn để cầy ải cho những cầu thủ khác thôi. Thì giới bóng đá cũng đã có những cầu thủ như vậy. Chúng ta không để mãi mãi có mỗi Messi, Ronaldo được. Chúng ta cũng có những cầu thủ phía sau lưng mà lúc nào cũng là hy sinh cho đồng đội chứ. Kể cả chúng ta nói câu chuyện Rooney đi. Rooney cũng rất là ngôi sao đúng không? Nhưng thời điểm mà Ronaldo còn thi đấu thì Rooney là cầu thủ làm nền cho Ronaldo. Thì mình nghĩ rằng là với Tiến Anh thì
cái vai trò Tiến Anh, Tiến Anh sẽ hiểu được bản thân mình thế gì. Và Tiến Anh là một cầu thủ cũng biết mình, biết người, biết nghĩ. Tức là anh ấy hiểu rằng là mình còn hạn chế điều gì, phải cố gắng điều gì. Và nếu như mình không thể tạo ra được khoảnh khắc như ngôi sao thì Tiến Anh sẵn sàng là làm nền cho những cầu thủ khác và sẽ cố gắng là thể hiện được cái thế mạnh của mình là có một sức bền, tinh thần tốt và hiểu được cái, cũng như là tuân thủ được đấu pháp của huấn luyện viên để cố gắng là làm tốt nhiệm vụ của mình đã. Sau đó thì thời điểm mà cần tỏa sáng, cần bung sức thì chúng ta sẽ chờ đợi những vai chính vào. Tuyển Tiến Anh sẽ là vai phụ, nhưng cái vai phụ này cũng là một cái vai mà chúng ta dành sự tôn trọng nhiều hơn. Ở đây thì mình hiểu rằng là rất nhiều bạn có lẽ là kỳ vọng nhiều ở vị trí hậu vệ phải của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và khi Tiến Anh làm cầu thủ chưa đảm bảo được điều đó thì mọi người sẽ có những cái, có phần chỉ trích, sẽ có những cái phần thất vọng. Đấy là điều chúng ta hoàn toàn hiểu và chúng ta thông cảm, vì chúng ta là người rất kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia Việt Nam mà. Nhưng nếu như nhìn ở một góc độ nào đó sự cố gắng của Tiến Anh thì chúng ta cũng nhìn nhận ở góc độ là à, bạn ấy cũng đã có những cố gắng rồi, chỉ có điều là cái thực lực bạn ấy thì đang ở giới hạn như vậy thì bạn ấy cũng chưa thể hiện được mình nhiều thế thôi. Nhưng bạn ấy lên được quốc gia Việt Nam trong quãng thời gian cố gắng vừa qua thì mình nghĩ là xứng đáng. Chúng ta có 32 người, tức là chúng ta còn loại đi khoảng 7 người cơ. Thì nếu như Tiến Anh cố gắng và vượt qua được vị trí đó thì mình nghĩ rằng là câu chuyện thể sân tập như nói rồi, một trận đấu là 90 phút, nhưng trước trận đấu đấy là rất nhiều ngày thi đấu khác nhau, ngày tập luyện khác nhau. Và nếu Tiến Anh thể hiện được cái phong cách đó thì ok mà. Mình nghĩ rằng là nó là điều xứng đáng với chính bạn ấy, với sự cẩn mẫn của bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tương tác với cả độc giả đang theo dõi livestream của kênh YouTube. Lúc này chúng ta đang có hơn 100 người đang xem rồi, và chúng ta sẽ cùng share, cùng like và cùng chia sẻ những bản tin livestream này với mọi người để chúng ta cùng nhau có một buổi trưa sôi nổi nha mọi người. Đầu tiên thì bạn 14 củ tỏi nói rằng là vòng loại World Cup 2026 rất quan trọng đối với Việt Nam và người hâm mộ, cho nên đội hình phải là cầu thủ mạnh nhất chứ không phải đem lại cầu thủ trẻ lên thử nghiệm nữa. Cá nhân Quân đánh giá là đội hình mạnh nhất đội tuyển Việt Nam với em trong trận đấu với Philippines đi, nó sẽ là ai? Nó sẽ là ai bây giờ, kể tên ra 11 cầu thủ luôn hả? Vâng, 11 cái tên luôn theo cá nhân em. Thì huấn luyện viên Chu Dê sẽ, em nghĩ là sẽ đưa ra những sự lựa chọn an toàn và chỉ sử dụng 1 cho đến 2 cầu thủ trẻ thuộc lứa từ U20 cho đến U23 thôi. Và còn lại thì ông ta sẽ sử dụng nòng cốt giống như huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng. Tuy nhiên ông ta sẽ thay đổi cách chơi của ông ta. Ở vị trí thủ môn thì em chọn lựa chọn là Đặng Văn Lâm. Ba trung vệ thì em chọn Phan Tuấn Tài bên phía trung vệ lệch trái, Quế Ngọc Hải ở giữa và bên phải là Đỗ Duy Mạnh. Bốn tiền vệ ở giữa sân sẽ là bên phía cánh trái thì sẽ là em tin tưởng vào Võ Minh Trọng. Ở hai bên cả bên phải đối diện. Bộ đôi tiền vệ trung tâm trước đi. Bộ đôi tiền vệ trung tâm trước em nghĩ sẽ là Hùng Dũng và Hoàng Đức. Không, em nghĩ chọn Tuấn Anh và Hoàng Đức. Tuấn Anh và Hoàng Đức. Bên phía cánh phải thì em sẽ chọn Phạm Xuân Mạnh. Ba tiền vệ tấn công thì bên phải em đang hơi phân vân ở vị trí tiền vệ, tiền đạo lệch phải là giữa là Thanh Văn Thanh hay là Thanh Nhàn. Thì Thanh Nhàn cũng đang có phong độ rất tốt trong màu áo của BVF CND. Còn vị trí tiền đạo cắm thì em một lần nữa chúng ta cũng phải đặt niềm tin vào Tiến Linh. Còn bên phía hành lang cánh trái thì đương nhiên là sự xuất hiện của Phạm Tuấn Hải rồi. Ok, như vậy là đã có hai cái tên mà nhiều người đã nghĩ trong đầu nhưng không nằm trong đội hình của Minh Quân, Văn Toàn và Văn Quyết. Tại sao không phải là Văn Toàn, Văn Quyết nhỉ? Văn Toàn thì thời điểm hiện tại thì anh ta cũng không có được phong độ quá cao. Ở trong trận đấu với Quảng Nam thì Văn Toàn chỉ được thi đấu ít phút khi vào sân, và ở trận gặp Quảng Nam thì trong 70 phút vào sân trước khi rời sân và thay thế cho Tôn Văn Vũ thì Văn Toàn cũng thể hiện chưa thực sự là quá ấn tượng. Thì cái phong độ của Văn Toàn hiện tại là cái dấu hỏi mà em đang đặt ra. Thì ở trong cái bối cảnh hiện tại thì với cái việc mà huấn luyện viên Philippe Chuze đã quen với sử dụng Thanh Nhàn ở lứa U23, và Thanh Nhàn cũng là một cầu thủ em đánh giá rất cao về tư duy cũng như khả năng tạo ra sự đột biến, thì em sẽ chọn Thanh Nhàn nhiều hơn là Văn Toàn. Còn về sự hiện diện của Văn Quyết thì cũng như cái livestream hôm trước thì em thực sự phải nói là Văn Quyết sẽ phù hợp, cũng như nhiều cầu thủ đột biến khác thì Văn Quyết sẽ phù hợp trong cái quãng thời gian mà từ 20 cho đến 25 phút. Chứ mà để ghép Văn Quyết vào một cái hệ thống 3-4-3 thì thực sự là rất là khó khăn cho huấn luyện viên Chu Dê. Nhưng bây giờ ông Chu Dê cũng không còn nhiều phương án về mặt tấn công tốt, và Văn Quyết là cái tên sáng giá nhất rồi. Tiến Linh là cầu thủ đã đạo cắm, nhưng mà đúng là chúng ta nhìn thấy Tiến Linh năm nay là một năm không tốt với Tiến Linh, nhưng Văn Quyết vẫn là một cầu thủ rất là giỏi. Và anh nghĩ rằng là Văn Quyết sẽ có một cái suất đá chính và sẽ đá ở vị trí bên phải thay cho Thanh Nhàn. Và có thể ở hiệp 2 sẽ bung sức bằng Văn Toàn hoặc là Thanh Nhàn, những cầu thủ sức trẻ hơn. Em thì cũng có những cái phương án khác. Rồi chúng ta cần giữ bóng, cần kiểm soát bóng mà. Thì Văn Quyết là người kiểm soát bóng hợp lý hơn. Nếu như Tiến Linh hiện tại thì hiện tại đang không đạt được phong độ cao thì huấn luyện viên Chu Dê hoàn toàn có thể xếp Phạm Tuấn Hải đá ở vị trí số 9, đá ở vị trí tiền đạo cắm, trong khi đó nhường lại vị trí cánh trái cho Văn Quyết. Đây cũng là cái điều mà huấn luyện viên Vandovic đã từng làm ở trong áo câu lạc bộ Hà Nội khi sử dụng luân phiên vị trí giữa Tuấn Hải và Văn Quyết.
Thực ra mà nói thì nếu như Quang Hải thì tuyệt vời quá, bởi vì như thế chúng ta sẽ có bộ ba cầu thủ từng đá cho Hà Nội FC. Đấy là Quang Hải, Văn Quyết và Tuấn Hải thì cái sự hỗ trợ cho nhau sẽ hợp lý hơn. Cái điều này đã từng hiện diện ở trong thời Dương Lớn với Phong Hoàng Sơ rồi. Đấy thì trong tiếc là hơi tiếc một chút là Quang Hải lại không đang bị chấn thương thôi, chứ nếu mà không chấn thương là ok. Thậm chí là Văn Hậu mà bên trái nữa thì mình nghĩ rằng là năm cầu thủ này từng phối hợp nhau rất ok rồi thì nó sẽ còn ổn hơn. Nhưng bây giờ trong danh sách hiện tại thì cá nhân mình thì mình sẽ đồng tình với Minh Quân ở một số khía cạnh, và mình sẽ có những cái góc độ quan điểm của mình về đội hình thi đấu, thì mời Minh Quân là gửi cho mình cái danh sách để mình xem lại để đỡ quên. Thứ nhất là vị trí thủ môn vẫn là Đặng Văn Lâm rồi. Thực ra ba thủ môn Đình Triệu, Văn Lâm và Văn Việt thì Lâm vẫn là cái tên mà về kỹ năng phản xạ, về cái kinh nghiệm trong gôn không gỗ thì Lâm vẫn ok nhất. Văn Việt còn quá trẻ, Đình Triệu là một thủ môn cũng có triển vọng và đã thể hiện được mình rồi, nhưng rõ ràng là so với kinh nghiệm thi đấu thực chiến, đặc biệt là vòng loại World Cup, thì Văn Lâm là lựa chọn an toàn nhất rồi. Ở vị trí hậu vệ phải thì mình lựa chọn Văn Thanh, tập tức là Văn Thanh luôn, một cầu thủ mà không cần nhất thiết là chúng ta đã tiền đạo biên đâu. Văn Thanh hoàn toàn là hậu vệ phải và lên công về thủ được, có chăng thì thay người ra sao ra vào như nào thôi. Nhưng mà ở đây hôm trước mình nói hơi mâu thuẫn một tí nhá, quan điểm lúc nãy của mình là Tiến Anh đá chính đúng không, xứng đáng đá chính để Văn Thanh vào chân ở vị trí ở câu chuyện hiệp 2 đúng không. Nhưng bây giờ câu hỏi chúng ta là đội mạnh nhất mà, thì mình cá nhân mình chọn Văn Thanh thôi. Đó, ở vị trí hậu vệ trung vệ lệch phải mình sẽ lựa chọn Bùi Hoàng Việt Anh theo Duy Mạnh, bởi vì Việt Anh đang là một thủ cầu trung vệ phong độ rất cao, tham gia tấn công tốt này, chơi bóng phải càng hoàn thiện hơn. Trong khi đó Duy Mạnh mặc dù là một cái tên được ông Chu Dê ưa thích ở khả năng phất dài, khả năng điều tiết bóng tốt, nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng phong độ của Duy Mạnh cũng ở mức độ tầm trung thôi. Và ở những trận đấu vừa qua thì việc mất bóng của Duy Mạnh cũng đã xảy ra rồi, thì mình nghĩ rằng Việt Anh sẽ là cái tên nó phù hợp. Chưa kể trong buổi tập gần nhất thì Duy Mạnh không thể tập luyện đúng rồi với các đồng đội. Đúng rồi, thì tôi nghĩ rằng là Việt Anh sẽ là cái tên hợp lý hơn. Tất nhiên là Việt Anh sẽ cần phải chỉn chu hơn và để ý kỹ hơn trong những tình huống chạm bóng, bởi vì ở cái trận đấu với Hàn Quốc là tự dưng là Việt Anh cũng bị thẻ đỏ. Tất nhiên giao hữu này thì không bị ảnh hưởng với vòng World Cup rồi. Đấy nên là ông ấy mới gọi lên. Tuy nhiên em thêm những thông tin em biết thì Bùi Hoàng Việt Anh hình như là sẽ vắng mặt ở trận đấu gặp đội tuyển Philippines. Không, Việt Anh sẽ vắng mặt ở trận đấu giao hữu kế tiếp. Còn những trận đấu ở vòng loại World Cup thì Việt Anh vẫn ok. Trung vệ Giang Tuấn Dương, mình nghĩ rằng là Quế Hồng Hải là cái tên mình yêu thích đấy, và mình nghĩ là tốt nhất, nhưng mà một chút lấn cấn là Hải Quế cũng đang bị đau nhẹ ở khu vực bắp chân, thì không biết là cái thể trạng thế nào. Nhưng ở trong cái đội hình này mình nghĩ là tối ưu mà, thì mình chọn là Quế Hồng Hải. Trung vệ lệch trái là Nguyễn Thanh Bình. Mình sẽ ưu tiên ba trung vệ mà ông Park Hang-seo đã đặt niềm tin, Việt Anh bên phải, Hải Quế ở giữa và Thanh Bình bên trái. Cầu thủ lệch trái mình lựa chọn sẽ là Võ Minh Trọng. Thực ra thì Phạm Xuân Mạnh cũng là một cái tên rất là hay, tuy nhiên thì xét về cái mặt phù hợp với đội hình thi đấu của ông Chu Dê và đã thể hiện được mình thì Minh Trọng là cái tên xứng đáng. Với hai tiền vệ trung tâm thì mình nghĩ rằng là Hoàng Đức và Tuấn Anh vẫn là hai cái tên giống như Minh Quân. Cầu thủ đá lịch tiền vệ trái, tiền phải, tiền đạo trái sẽ là Phạm Tuấn Hải, tiền đạo cắm sẽ là trường hợp của Nguyễn Tiến Linh, và tiền đạo phải sẽ là trường hợp của Nguyễn Văn Quyết. Đấy là ba cái đội hình mà mình đưa ra. Tất nhiên sẽ có những cái sự tranh cãi ở đây, tuy nhiên thì mình nghĩ rằng đấy là một đội hình được xem là tối ưu rồi. Còn tối ưu đến mức độ nào, phong độ ra sao thì còn là câu chuyện của việc tập luyện trong suốt thời gian tới đây, từ ngày 6 đến ngày 16 là 10 ngày, và đó là 10 ngày mà các cầu thủ phải thể hiện bản thân mình. Trước khi mà thêm câu hỏi thứ hai của độc giả thì chúng ta đang quên Lê Văn Đô rồi Quân ạ. Với Quân thì Lê Văn Đô lên đội tuyển quốc gia Việt Nam lần này là xứng đáng hay không? Cũng là một cái tên mà tranh cãi nhá. Đây cũng là một cái tên gây tranh cãi, tại vì như chúng ta đã biết thì Lê Văn Đô đã nhận phải những cái sức ép rất lớn từ sau SEA Games 32 trên đất Philippines, cũng như vòng chung kết vòng loại U23 châu Á 2024 sau những cái màn trình diễn không thực sự quá ấn tượng. Và ở mùa giải năm nay Lê Văn Đô cũng có những sự biến động khi anh ta từ Công an Hà Nội trở về thi đấu cho BVF CND. Tuy nhiên trong hai trận đấu gần nhất thì Lê Văn Đô chỉ được đá chính một trận thôi, và cái phong độ của Lê Văn Đô ở thời điểm hiện tại cũng đang được đặt một dấu chấm hỏi rất là lớn. Tuy nhiên biết đâu được sự hiện diện của Lê Văn Đô có thể là một giải pháp cho huấn luyện viên Philippe Chuzie trong cái việc mà ông ta xoay tua với Phạm Tuấn Hải bên phía hành lang cánh trái. Thì em nghĩ ở thời điểm hiện tại thì tìm kiếm một cái mẫu tiền đạo như kiểu Lê Văn Đô, những cái mẫu tiền đạo có thể xử lý bóng trong không gian hẹp, có thể tung ra những cú dứt điểm cớ lòng rất là uy lực từ ngoài vòng cấm, thì em nghĩ là Lê Văn Đô là sự lựa chọn cũng được xem là hợp lý. Thực ra mà nói thì Lê Văn Đô giống Tiến Anh, tức là cũng có một cái tố chất có thể là hợp với cả ông Chu Dê, nhưng mà cái vấn đề của hai cầu thủ này là bỏ lỡ cơ hội quá nhiều. Cái câu chuyện Lê Văn Đô nó hơi giống câu chuyện Tiến Anh thế này, là Lê Văn Đô ở SEA Games ấy, là ở trận đấu với Indonesia Lê Văn Đô 5-6 lần dứt điểm nhưng đều bỏ lỡ cơ hội, và điều đó dẫn đến việc đội tuyển quốc gia Việt Nam đội tuyển U23 Việt Nam là thua Indonesia. Và đó là một trong những cái dấu, một cái nút trầm mà khiến cho Lê Văn Đô đến bây giờ
chưa thể giải tỏa được. Nếu như Lewandowski cũng như Tiến Anh có thể tận dụng cơ hội ấy, thì cái nhìn của người hâm mộ với cả hai cầu thủ này đã khác rồi. Và mình nghĩ rằng là ở cái giải đấu tới đây, vòng loại World Cup này, là cái thời điểm mà cả hai phải thể bản thân mình thôi. Vì nếu không thể bản thân mình thì họ sẽ lại chịu sự chỉ trích, chịu áp lực từ người hâm mộ. Tất nhiên là đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ có những cái cách để họ không bị áp lực những cái như thế. Tuy nhiên thì họ sẽ có lúc nào đó họ xem Facebook chứ. Sẽ có lúc họ sẽ quan tâm đến Facebook hay người thân của họ nhìn Facebook của họ, thì chắc chắn là họ sẽ không tránh khỏi sự dao động đâu. Cho nên mình nghĩ rằng là điều quan trọng nhất của cầu thủ đó là thể hiện mình trên sân như thế nào, và câu trả lời chính xác nhất sẽ ở trên sân. Ở đây chúng ta đang nói cho Tiến Anh, đang nói cho Vendo ở góc độ là cả tốt lẫn chưa tốt. Nhưng chính họ mới là người cần phải khẳng định bản thân mình. Không ai làm hộ ai cả, đúng không ạ? Và cá nhân của Tiến Anh và cá nhân Vendo sẽ phải chứng minh mình ở những trận đấu với Philippines và trận đấu với cả Iraq. Nếu như họ ra sân, họ phải thể hiện bản thân mình. Chứ nếu họ không thể hiện bản thân mình nữa thì mình nghĩ rằng là việc ông Chu Dê gọi lên họ sẽ là lãng phí. Và chính họ đã tự lãng phí cơ hội của chính họ thôi. Và một chi tiết nữa là Lê Văn Đô và Nguyễn Thanh Nhàn thực ra mà nói là đã có trong danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam ở giai đoạn tập trung trước đấy rồi, tháng 10 rồi. Tuy nhiên do bận thi đấu với PFCND và câu lạc bộ PFCND có một cái thông báo là xin là giữ cầu thủ này để thi đấu, cho nên mới không triệu tập những cầu thủ PFCND thôi. Cho nên là Văn Đô và Thanh Nhàn vốn dĩ đã nằm trong cái kế hoạch đó rồi, và đến bây giờ thì mới lên. Đó là cái một cái mà chi tiết mà chúng ta cần phải nhắc đến. Bây giờ thì sẽ quay trở lại với những câu hỏi của khán giả. Chúng ta đang sắp tới hướng đến câu chuyện là gần 200 người đang xem rồi, cố gắng nào. Xin chào anh Vĩnh Nguyên, và một cái câu hỏi của Đức Hoàng Minh Đức là anh nghĩ thế nào để cải thiện việc các cầu thủ triển vọng vẫn chơi hạng nhất đại. Một câu nói mang tầm vĩ mô, nhưng với Minh Quân, quan điểm của bạn sẽ thế nào? Làm thế nào để cầu thủ trẻ chúng ta chơi tốt hơn? Bởi vì hiện tại là các cầu thủ trẻ hiện tại bây giờ đang chơi hạng nhất nhiều chứ không được đá V-League. Thì ở giải vô địch hạng nhất quốc gia thì như chúng ta đã biết thì cái đẳng cấp của họ không thể nào mà bằng được V-League được. Thì ở giải nhất họ không sử dụng ngoại binh, và cái mặt bằng chung của giải hạng nhất nó cũng có những cái sự khác biệt rất là lớn. Ví dụ như là trong nhiều mùa giải đã qua, chúng ta đã thấy những cái tên như là BVF, CND, Quảng Nam hay là những câu lạc bộ khác, họ thống trị giải rất là nhiều, và cái mặt bằng chung của đấy nó không được cân bằng. Nó cũng giống như giải Ligue 1 hiện tại, chỉ có Paris Saint-Germain hay là Nice là những cái câu lạc bộ hàng đầu tại Pháp thôi. Và giải nhất quốc gia cũng như vậy, cái mức độ cạnh tranh của họ không thực sự là quá cao, và từ đấy nó sẽ khiến cái sự phát triển của các cầu thủ trẻ bị giảm đi. Và ở thời điểm hiện tại thì các cầu thủ trẻ phải cạnh tranh được một suất đá chính trong đội hình cái đã, và sau đó mà những cái màn thể hiện ấn tượng của những cầu thủ trẻ này sẽ được các câu lạc bộ tại V-League để ý, và từ đó khi mà họ bước lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam và được hít thở bầu không khí tại V-League thì lúc đó các cầu thủ trẻ với được va vấp với bắt đầu phát triển. Theo quan điểm của mình nhé, thì thực tế mà nói thì như Quân có một đồng tình quan điểm của Quân, đấy là chúng ta phải cải thiện chất lượng giải hạng nhất đã. Thì khi chất lượng giải hạng nhất tốt rồi thì các cầu thủ sẽ có một môi trường cạnh tranh ổn, và khi đó thì họ sẽ tự phát triển ở giải đấu đó. Thực ra mà nói thì ở ngoại hạng Anh hay các giải đấu lớn trên thế giới thôi thì họ có một giải đấu giải dự bị để cho những cầu thủ dự bị của các câu lạc bộ được chơi bóng. Hay ngoài ra thì họ có giải U21 là dành cho các cầu thủ dưới 21 tuổi để chơi bóng. Thì tức là họ có rất nhiều giải đấu để các cầu thủ ở mức độ khác nhau để chơi bóng, và những cầu thủ giỏi nhất thì sẽ được lên câu lạc bộ đội 1. Thì cái câu chuyện ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta đang không có nhiều giải như thế, thì chúng ta phải chấp nhận là có V-League và hạng nhất và giải U21 quốc gia thì các cầu thủ phải thể hiện bản thân mình như vậy. Và mình nghĩ rằng là đây là cuộc cạnh tranh thôi. Trong cái bối cảnh mà giải đấu vẫn đang ở giai đoạn là phải cần phát triển thêm, thì chính những cầu thủ đó cũng phải khẳng định mình nhiều hơn nữa, để cho họ hiểu rằng là nếu như họ vượt qua hạng nhất và họ tìm kiếm được vị trí đội 1 ở câu lạc bộ V-League thì họ sẽ phát triển bản thân và họ có nhiều cơ hội hơn để thăng tiến trong sự nghiệp. Thì thực ra mà nói, V-League từ năm 2016 đến giờ thì những cầu thủ trẻ đã được ra sân nhiều ở V-League rồi, và đó là những cầu thủ giỏi nhất. Sau khi họ thể hiện mình ở hạng nhất, họ thể hiện mình ở giải U21 quốc gia, thì câu chuyện Hồ Văn Cường cũng là như vậy. Thế mình nghĩ rằng là ở đây khi mà chúng ta đang phải làm ở hai chiều, chiều đầu tiên là chiều của các giải đấu ở Việt Nam phải cải thiện hơn về mặt số lượng trận đấu, chất lượng trận đấu, và chiều thứ hai là các cầu thủ cũng phải cố gắng nhiều hơn để có cơ hội được đá ở V-League, một giải đấu được xem là cao nhất ở bóng đá Việt Nam chúng ta, đúng không? Câu hỏi kế tiếp của 14 là Củ Tỏi, của Đình Bảo và của Monsoon, thì mình xin phép được gộp chung hai vấn đề này vì đều là hai cầu thủ vắng mặt. Bạn là Đình Bảo có nói rằng là mình đoán Tấn Tài mắc lỗi thái độ với những lần tập trung trước nên ông Philippe Chuje cho vào sổ đen rồi. Trường hợp của bạn Monsoon thì nói rằng là Công Phượng cho giã từ sự nghiệp luôn chứ gọi làm gì nữa. Xin phép từ đầu tiên nói về Tấn Tài, thì hôm nay thì sáng nay mình có trao đổi với một bạn phân tích viên khá là nổi tiếng, thì bạn ấy cũng nghĩ rằng là thực tế mà nói thì
ông Philippe Chu Dê đã gọi được những cái tên như Phạm Xuân Mạnh hay là Vũ Văn Thanh, chứng tỏ là ông ấy đã ưu tiên đến câu chuyện những cầu thủ có phong độ cao rồi, chứ không phải là ông thử nghiệm nữa, tức là ông không dùng cầu thủ trẻ nhiều nữa mà ông sẽ tạo điều kiện cho những cầu thủ có phong độ cao rồi, đúng không, là cầu thủ chủ chốt rồi. Nhưng Hồ Tấn Tài vẫn vắng mặt, thì là câu hỏi rằng là Hồ Tấn Tài có vấn đề gì với cả trong những buổi tập của ông Philippe Chu Dê, bởi vì chúng ta không thể biết được thông tin chính xác rằng là trong một buổi tập đội tuyển Việt Nam có những vấn đề gì, hay trong sinh hoạt nội bộ đội tuyển Việt Nam có những vấn đề gì, và đây là những chi tiết nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội lên tuyển quốc gia Việt Nam. Nó không chỉ là câu chuyện thể trên sân đâu, nó là câu chuyện thể hiện ở trong phòng thay đồ, câu chuyện ở sinh hoạt tập trung của đội bóng nữa. Nên mình cũng nghiêng về phương án nhiều khả năng Tấn Tài đang có một chút gì khúc mắc, giống như Cường Thành Trung với cả đội bóng, có thể là do các bạn ấy không thể hiện được cái việc tập luyện nó như huấn luyện viên yêu cầu, có thể họ đang có một vài khúc mắc nào đó với huấn luyện viên hiện tại. Thì đó là điều mà nó xảy ra thường xuyên trong môi trường bóng đá đỉnh cao rồi, nên mình nghĩ rằng là sự xuất hiện vắng mặt của Tấn Tài nó không nằm ở câu chuyện chuyên môn, mà đôi khi nó nằm ở câu chuyện mà sinh hoạt, ý thức sinh hoạt của đời sống nữa. Trường hợp Công Phượng thì đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thể biết được chắc chắn là tại sao Công Phượng không được tập trung. Trước mắt chúng ta nhìn đơn giản thôi, đấy là do Công Phượng không đá ở Yokohama FC, thì đấy là lý do khiến cho Công Phượng không được tập trung đội tuyển. Nhưng có thể là như cái hôm qua mình chia sẻ livestream ấy, có thể liên quan đến quốc tịch của Công Phượng. Có thể nếu bây giờ Công Phượng quốc tịch Nhật Bản rồi thì bạn ấy không thể đá cho đội tuyển Việt Nam nữa. Nhưng đây là câu chuyện có thể thôi, và chúng ta cũng chưa có một cái bằng chứng chính xác để nói về nguyên nhân vì sao mà Công Phượng không thể tập trung. Tạm thời hiểu đơn giản và hiểu cách nó hơi bị kiểu một cú bóng hai, kiểu đơn giản quá là vì Công Phượng không đá cho Yokohama FC nên là ông Chu Dê không gọi. Nhìn nhà báo Chí Công có đồng tình với em không? Nếu như mà có sự hiện diện của Công Phượng thì huấn luyện viên Philippe Chu Dê sẽ có những cái phương án trong khoảng 15 đến 20 phút cuối cùng, nơi mà Công Phượng có thể tạo ra những cái sự đột biến. Chúng ta đã biết là ở trong trận đấu với đội tuyển Palestine, nếu như mà không có Công Phượng băng xuống dứt điểm thì đội tuyển Việt Nam chính có mở ra được cái chiến thắng ở trên sân. Chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Chính xác. Nhưng mà tuy nhiên thì mặc dù thể lực của Công Phượng trong những năm gần đây không thể duy trì để trong thi đấu được trong 90 phút, tuy nhiên cái sự đột biến của Công Phượng, kỹ thuật của Công Phượng và tư duy chơi bóng của bạn ấy đã được thể hiện từ rất nhiều các cấp độ đội tuyển quốc gia rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì huấn luyện viên Philippe Chu Dê nếu như mà gọi lên thì chắc chắn là ông ta sẽ sử dụng Công Phượng ở trong cái quãng thời gian mà từ 15 cho đến 20 phút. Đúng. Như cái cách mà ông ta đã sử dụng Công Phượng trong trận đấu gặp đội tuyển Palestine. Thực ra Công Phượng sẽ có sự dung hòa ở mức độ cân bằng giữa Văn Toàn và Văn Quyết, tức là một cầu thủ có khả năng, không phải là cầu thủ di chuyển nhiều giống kiểu Văn Quyết, nhưng mà là cầu thủ cầm bóng tốt. Thứ hai là cầu thủ có khả năng bùng nổ kiểu như Văn Toàn, và một kiểu thứ mà điều quan trọng hơn là kỹ năng dứt điểm của Phượng chắc hơn Toàn. Tức là Toàn khi mà hay di chuyển vòng cấm thì rất là nhanh, đúng không, nhưng mà dứt điểm thì hơi yếu hoặc là không chính xác. Nhưng với trường hợp của Phượng thì Phượng chắc tay hơn rất nhiều, chắc chân hơn nhiều, tức là khi mà đối diện với cầu môn thì cái khả năng chuyển bóng thành bàn của Phượng tốt hơn Toàn rất là nhiều. Và nếu như Phượng với anh Quyết giống nhau như thế, tuy nhiên là thế nên mình nghĩ rằng là việc gọi Văn Quyết lên thì cũng là một phần bổ sung vị trí đó cho Công Phượng rồi. Ok, bạn Jimmy thì có nhiều ông cổ động viên thích theo phong cách ông Park, sử dụng một đội hình đá trận này biết trận sau ai đá, cầu thủ chấn thương chưa khỏe hẳn vẫn lên, Đình Trọng, Văn Đức, Văn Hậu chấn thương dai dẳng. Đúng là thời điểm ông Park Hang Seo thì có rất nhiều thành công, có rất nhiều những điều vinh quang, nhưng cũng có những hạt sạn mà chúng ta phải nhìn nhận thực sự mà nói như thế. Một huấn luyện viên không thể có một điều vĩ đại trong tất cả mọi thứ được, sẽ có những lúc họ phải đánh đổi, sẽ có những lúc họ bảo thủ, sẽ có những lúc họ cảm nhận được là vì họ thắng nhiều quá mà đôi khi họ cảm giác an toàn. Thì ông Park Hang Seo ở đoạn cuối của nhiệm kỳ thì đã có những thời điểm như thế, và ông hiểu được điều đó và ông đã quyết định là dừng lại, bởi vì nếu như càng đi sâu thì mọi thứ sẽ càng lún vào một cái gì đấy nó bị bảo thủ. Và mình nghĩ rằng được dừng lại ở mức độ như thế đã là câu chuyện phù hợp với cả ông Park Hang Seo rồi. Một huấn luyện viên thì họ không thể làm đến một thế hệ các cầu thủ khác nhau trong khoảng tầm 3-4 thế hệ được, họ sẽ chỉ có 1-2 thế hệ đỉnh cao, sau đó thì họ sẽ cần phải có sự thay đổi chứ. Cho nên mình nghĩ rằng là việc ông Park Hang Seo đã có những lúc bảo thủ là điều chúng ta thừa nhận, và ông đã dừng lại vì nó như thế. Ok, bạn Lê Cường thì Tiến Anh đá rất tốt nhưng do còn thiếu kinh nghiệm đội tuyển. Đúng, chính xác nhỉ? Chính xác. Tại vì Tiến Anh cũng giống như Thái Sơn, đúng không? Đúng Thái rồi. Sơn trong quãng thời gian đầu mà khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam thì cũng nhận phải rất là nhiều những chỉ trích từ người hâm mộ. Cái trận ra quân gặp đội tuyển Lào ở SEA Games 32 vừa qua Thái Sơn thi đấu không hề tốt một chút nào, và suýt chút nữa anh ta đã để lại một cái hình ảnh hơi xấu, và rất may là Thái Sơn không phải nhận thẻ đỏ. Đó là tình huống khúc thúc bùi chó vào cầu thủ đội bạn. Và tuy nhiên ở trong những cái trận đấu tiếp theo, khi mà Thái Sơn đã thấm nhuần được triết lý, đã quen với cái màu áo đội tuyển quốc gia rồi, thì bắt đầu anh ta đã thể hiện được những cái khả năng của mình. Và thời điểm hiện tại chúng ta đã thấy Thái Sơn đã tiến bộ vượt bậc như thế nào. Vào thời điểm hiện tại thì Thái Sơn cũng là một trong những nòng cầu thủ thuộc dạng nòng cốt của đội tuyển quốc gia. Đúng rồi. Bây giờ thì có một cái tên nữa cũng liên quan Thanh Hóa, đây là Amit. Amit. Bạn 14 củ tỏi có nói rằng là em xem trận Thanh Hóa với Viettel, em ấn tượng cầu thủ Amit. Có tốc độ rất nhanh và kỹ năng của rất là tốt. Thì hai anh nghĩ thế nào về cầu thủ Amit này? Bạn là người rất theo dõi Thanh Hóa rất nhiều thì
xin phép bạn chia sẻ nhiều về Amit. Amit có thể chơi rất nhiều vị trí như là tiền đạo phải, tiền vệ trung tâm, thậm chí là đã có thời điểm ở câu lạc bộ Đà Nẵng thì Amit đã từng chơi hậu vệ lệch phải rồi. Và tuy nhiên cái sự nghiệp của Amit cũng như vậy, cũng từng được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 30 trong cái năm mà thầy chó luyện viên Park Hang-seo đăng quang tại Bangkok ấy. Tuy nhiên mà Amit đã bị loại khỏi cái danh sách cuối cùng, và khi trở về khoác áo câu lạc bộ Đà Nẵng thì Amit lại bị đứt dây chằng chéo trước, và từ đó phong độ của Amit đã bị trồi sụt theo thời gian kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Thanh Hóa, nơi mà không có quá nhiều những sự cạnh tranh như tại Đà Nẵng trước đây, như kiểu Amit phải cạnh tranh với Phan Văn Long, những cái tên khác như kiểu Đặng Anh Tuấn hay là những cầu thủ khác, thì Amit đã được là chính mình. Và dưới cái bàn tay của huấn luyện viên Veliza Popov thì Amit đã chơi cực kỳ bùng nổ trong nửa cuối mùa giải năm ngoái và đầu mùa giải năm nay, và đến thời điểm hiện tại Amit đã là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Popov bên phía anh là cái phải của câu lạc bộ Thanh Hóa rồi. Nhưng Amit không lên tập trung được quốc gia thì đấy cũng là một cái sự vắng mặt đáng tiếc. Thì cũng như nhiều những giới chuyên môn họ nói rằng là Amit hiện tại thiếu đi cái kinh nghiệm thi đấu quốc tế, và ngoài ra thì Amit cũng ở chắc các lứa trẻ dưới thì Amit cũng chỉ được gọi lên tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chỉ duy nhất một lần dưới thời của ông Park Hang-seo thôi. Thì em nghĩ Amit cần thời gian, thì cũng giống như nhiều những cầu thủ khác như kiểu Trần Văn Đạt đi hay là Vũ Quang Nam đi, thì ông Philip Chuze cần những cầu thủ này thể hiện cái phong độ cao của họ ở trong những cái vòng đấu tiếp theo, từ 2, 3, 4, 5, 6 vòng cơ. Tuy nhiên ở V-League hiện tại thì Amit mới chỉ thể hiện được cái màn trình diễn ấn tượng trong 2 vòng đấu trở lại đây thôi. Thì em nghĩ là chưa đủ để huấn luyện viên Philip Chuze triệu tập anh lên đội tuyển quốc gia. Vậy còn Hải Huy thì sao? Anh Tech Trần Live có hỏi rằng là tôi nghĩ nên gọi Hải Huy thế chỗ Quang Hải. Theo Minh Quân thì liệu rằng là đấy là một phương án phù hợp hay không? Cá nhân mình thì mình nghĩ nhá, Hải Huy đã rất tốt ở Hải Phòng nhưng mà ở Bình Dương thì vẫn còn phải một số hỏi đấy. Thứ hai là câu chuyện hiện tại chúng ta nên hiểu rằng là đội tuyển Việt Nam đá sơ đồ là 3-4-3, tức là cái vị trí dành cho tiền vệ trung tâm ấy và tiền vệ công rất là ít. Nếu chúng ta đá sơ đồ là 4-4-2 kiểu 4-2 kim cương ạ, tức là chúng ta ưu tiên nhiều mặt trận giữa sân ấy, thì Hải Huy sẽ có cơ hội. Nhưng mà đây chúng ta chỉ có 2 trung tiền vệ thôi, và 2 tiền vệ này quá số rất là nhiều. Câu chuyện thì Hải Huy có dấu hiệu tuổi tác rồi, sinh năm 92 mà, thì cũng đã già rồi thì cũng ảnh hưởng nhất định về mặt câu chuyện phong độ thể lực, nên mình nghĩ rằng là Hải Huy hay nhưng không hợp thời thôi. Cá nhân bạn nghĩ sao? Kể từ khi Hải Huy gia nhập câu lạc bộ Bình Dương thì chúng ta chưa được xem Hải Huy quá nhiều, nên là chúng ta cũng đặt cái dấu hỏi của Hải Huy, phong độ của Hải Huy. Thì từ đầu mùa thì Bình Dương mới đá một trận thôi, thì Hải Huy cũng ra sân từ đầu. Tuy nhiên cái màn trình diễn của Hải Huy hình như là chưa thấm nhuần với được cái triết lý của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Và trong 3 giờ tập trung gần nhất thì Hải Huy cũng vắng mặt rồi. Thì cái đợt tập trung lần nhất mà Hải Huy được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam là em nhớ không nhầm là cái trận đấu gặp Hồng Kông tại Hải Phòng. Thì kể từ cái trận đấu đấy cho đến sau này thì Hải Huy đã không được ra sân cho đội tuyển Việt Nam nữa. Và cũng giống như nhà báo Chí Công vừa đề cập thì cái tuổi của Hải Huy hiện tại đã không còn phù hợp rồi. Thì như chúng ta đã biết thì ông Chuze yêu thích những cầu thủ, ông ưu tiên những cầu thủ trẻ, những cầu thủ thuộc lứa từ 22 cho đến 27 tuổi. Trong khi đó Hải Huy năm nay đã 31 tuổi rồi. Thì đó cũng là một cái rào cản, là một cái trở ngại để huấn luyện viên Chuze đặt niềm tin vào Hải Huy. Mặc dù chúng ta đều biết là Hải Huy đẳng cấp như thế nào tại V-League, đẳng cấp như thế nào trong màu áo Quảng Ninh, Hải Phòng, và trong quãng thời gian tới là tầm ảnh hưởng của Hải Huy sẽ được lan tỏa tại câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Tuy nhiên tuổi tác là một cái rào cản lớn nhất. Bạn Thanh Phong thì có chia sẻ, bạn Lý Quỳnh Thu bạn nó rất hay hỏi là nói chung Việt Nam ít cầu thủ cao từ 1m8 trở lên, cái quan điểm này thì với Quân thì đúng hay sai? Thực ra rất đúng chứ, kể từ cái lứa cầu thủ của ví dụ Thành Trung, Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình hay là những cầu thủ khác, thì sau cái lứa thời điểm hiện tại thì U19 Việt Nam hay là U16 Việt Nam theo em thấy thì rất ít cầu thủ cao trên 1m8. Chỉ có hình như là cầu thủ nào cao đến 1m92 là cầu thủ duy nhất là cao trên 1m8 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đợt vừa rồi tham dự giải U17 châu Á thôi, là Đinh Quang Kiệt là cao 1m92 thôi. Còn ở thời điểm hiện tại thì bóng đá Việt Nam thực sự là thiếu đi những cái cầu thủ cao trên 1m8. Quan điểm của mình thì nó khác một chút nhé, tức là đây là lựa chọn huấn luyện viên, tức là một lứa cầu thủ đấy có những cầu thủ trên 1m8 rồi, tuy nhiên thì huấn luyện viên cảm thấy rằng là kỹ năng chơi bóng anh ta chưa hợp, anh ta chưa thực sự phù hợp với cả kỷ luật đội bóng, anh ta chưa thật sự hòa nhập với môi trường chung của tập thể, thì anh ta thì không lựa chọn. Tức là ở đây chúng ta nên nhìn ở góc độ nó khách quan mà mở rộng hơn, là bóng đá Việt Nam mỗi lứa đều có nhiều cầu thủ cao trên 1m80, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại xã hội phát triển rồi, sữa sẽ các thứ ok rồi, thì việc chúng ta có những cầu thủ trên 1m80 là bình thường. Thế hệ anh em mình còn là 1m70 trở lên đúng không, thì thế hệ Gen Z bây giờ trên 2000 trở về sau ấy 1m8 nhiều lắm. Nhưng mình nghĩ rằng là không phải là câu chuyện về việc tần suất mật độ cầu thủ 1m8 đâu, chỉ có điều là những cầu thủ nào trên 1m8 phù hợp với lối chơi của đội tuyển quốc gia hay đội tuyển U23 hay là U16 được lên đội tuyển. Tức là ở đây cao là tốt, nhưng cao không đồng nghĩa với việc là chơi bóng đá hay, cao không đồng nghĩa với việc là chơi bóng đá hợp với triết lý huấn luyện viên.
cao chưa đồng nghĩa với việc là chơi bóng hợp với lối chơi mà sơ đồ mà huấn luyện viên đưa ra, nên có rất nhiều tiêu chí để lựa chọn một cầu thủ. Còn tất nhiên khi mà lựa chọn cầu thủ ngay từ bạn đầu vào ấy, khi mình hỏi huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn ấy, là một người hay tuyển chọn cầu thủ trẻ cho Gia Lai ngày xưa ấy, thì ông nói rằng là việc đo tổ xương, việc nhìn cái chiều cao thể hình ấy, nó đã thể rất rõ rồi, và họ biết xác định chính xác về mặt độ sai số ấy, là cũng có khả năng 9m8 rồi chứ họ lựa chọn. Nên là mình nghĩ rằng là khi mà người ta lựa chọn cầu thủ cao ấy là một phần thôi, người ta còn lựa chọn cầu thủ có kỹ năng chơi bóng nữa. Việc chúng ta có cầu thủ cao thì nó chỉ đảm bảo cho việc là chúng ta đi chơi bóng rổ ấy. Mình nghĩ là như vậy, ít nhất là bóng rổ trên tay, đúng không? Đấy, thì chúng ta mình nghĩ rằng là nó còn nhiều tiêu chí để lựa chọn, nên là cầu thủ Việt Nam không thiếu cầu thủ cao 9m8 đâu, nhưng cầu thủ Việt Nam nào hợp với đội tuyển thì chúng ta phải còn phải đoán thêm. Thực ra thì mỗi huấn luyện viên họ có cách chọn hậu vệ khác nhau, mỗi huấn luyện viên thì không, cái tiêu chí mà chiều cao sẽ không đặt lên hàng đầu, như chúng ta đã biết ở bóng đá thế giới rồi. Fabio Cannavaro cao 1m76 đã đánh đầu, đã ghi rất nhiều bàn thắng bằng đầu tại World Cup 2006, hay ở thời điểm hiện tại dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag thì chúng ta có Lisandro Martinez, một trung vệ chỉ cao 1m76 thôi. Đấy mà tôi chắc chắn là dùng Lisandro chứ thôi, hay Maguire nhá. Hay Maguire rất cao đúng không? Nhưng mà không thể ok được bằng Lisandro Martinez. Quan trọng là chơi bóng. Quan trọng là khả năng phán đoán tình huống. Đúng. Đình Trọng cũng đâu có 1m80 đâu, vẫn ok mà. Chúng ta thấy Giáp Tuấn Dương, 1m76, tại sao ở câu lạc bộ Công an Hà Nội thì huấn luyện viên này vẫn sử dụng Giáp Tuấn Dương thay vì những trung vệ khác như kiểu là Trần Quang Thịnh cao 9m8, Huỳnh Tấn Sinh cao 9m8 và những cầu thủ khác. Thì em nghĩ là khả năng là, và ở vị trí hậu vệ lệch trái ở thời điểm hiện tại của đội tuyển Việt Nam, Hồ Tuấn Tài chỉ cao 1m76 thôi. Tại sao huấn luyện viên Philip Chuzier vẫn lựa chọn cái, mỗi huấn luyện viên đều có những cái quan điểm khác nhau, những cái sự lựa chọn về hậu vệ khác nhau. Nếu như mà bạn có chiều cao, bạn không chơi chân tốt thì bạn cũng bị loại. Đúng rồi. Đó cũng là cái trường hợp mà, đó là lý do vì sao mà huấn luyện viên Erik ten Hag cũng loại Harry Maguire, là vì như vậy. Cũng là một câu chuyện liên quan bóng quốc tế này. Nguyễn Việt Hoàng có hỏi cho Minh Quân, câu này chắc là Minh Quân thích này. Và chúng ta nên tin tưởng Chuzier như Arsenal tin tưởng Arteta. Thực ra thì quan điểm thế nào cái ạ? Comment này của bạn Nguyễn Việt Hoàng đã ấn tượng với mình từ buổi livestream ngày hôm qua rồi. Đây là câu hỏi tương tự của bạn vào ngày hôm nay. Thì cũng giống như vậy thôi, huấn luyện viên Arteta cái thời điểm mà ông ta mới cầm quân Arsenal thì ông ta cũng để thua 3 trận đầu tiên tại giải bóng đá Hoàng Anh, và em nhớ không nhầm là 3 trận thua đấy Arsenal âm đến 12 điểm. Âm đến 12 là thủng lớn đến 12 bàn, trong đó có thất bại muối mặt tại sân vận động Etihad trước Man City. Và huấn luyện viên Chuzier cũng như vậy, trong 3 trận đấu gần nhất thì ông ta đều đạt được cái kết quả không thực sự quá là tốt trong dịp FIFA Day tháng 10, khi thua đội tuyển Trung Quốc, thua Uzbekistan và thua đậm trước Hàn Quốc. Thì em nghĩ là đây cũng là một cái sự so sánh rất là trùng hợp ấy chứ. Arteta thua 3 trận, tuy nhiên sau đó ông ta kéo dài một cái chuỗi trận bất bại lên đến 14 trận, và huấn luyện viên Philip Chuzier cũng thua 3 trận, và em hy vọng là ông ta có thể làm được điều tương tự như huấn luyện viên Mikel Arteta. Và chúng ta nên đặt niềm tin vào huấn luyện viên Chuzier, bởi vì ở trong cái quãng thời gian đầu ấy, Arsenal ở dưới những cái triều đại khác như Unai Emery hay là Arsene Wenger đã quá quen với cái triết lý mà nó hơi bị Almeida so với bóng đá thế giới rồi. Khi mà huấn luyện viên Mikel Arteta đến và ông ta góp nhặt những cái gì ông ta học được của Pep Guardiola, ông ta mang về Arsenal. Lúc đó thì các cầu thủ Arsenal trong quãng thời gian đầu chưa hòa nhập được với cái triết lý này, và sau 3 vòng đấu thì các cầu thủ Arsenal dần dần ông ta hiểu, các cầu thủ hiểu được cái triết lý của Arteta hơn, và từ đó các cầu thủ Arsenal đã chơi. Và đến thời điểm hiện tại có thể nói là Arsenal là một trong 3 câu lạc bộ mạnh nhất tại Ngoại hạng Anh dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta đang dẫn dắt rồi. Và chúng ta cũng giống như bạn Nguyễn Việt Hoàng nói là chúng ta nên tin tưởng vào huấn luyện viên Philip Chuzier có thể làm được như Mikel Arteta. Mình nghĩ rằng là dùng từ niềm tin thì nghe nó thời điểm này sẽ nhiều bạn sẽ tranh cãi, nhưng mà mình sẽ dùng từ là chờ đợi. Tức là như bạn Thanh Phong có nói một cái rất là hay, tháng 11 sẽ là câu trả lời chính xác, còn bây giờ cứ để thầy trò vẫn biết là lấy lo lắng, nhưng cứ phải chờ đợi chính xác. Chúng ta không thể biết bóng đá trong tương lai nó sẽ thế nào cả, vì câu chuyện bóng đá là sai số và là một cái biến số rất là kinh khủng trong 90 phút, đúng không ạ? Và như Quân còn nói cái câu chuyện của Arteta, đúng không, thì mình xin phép được nói câu chuyện của Ten Hag. Ten Hag cũng là một huấn luyện viên mà quê gọi đặt niềm tin, nhưng bây giờ rõ ràng là MU đang ở giai đoạn rất khó khăn rồi, và hoàn toàn đối diện với câu chuyện sa thải. Thì bóng đá là như thế, đôi khi chúng ta nhìn lại một hành trình ấy, chúng ta hiểu rằng liệu rằng quyết định mình có đúng hay sai. Chứ còn bây giờ thì mọi thứ hoàn toàn là câu chuyện tương lai mà chả ai biết điều gì. Với ông Chuzier thì mình không dùng từ là nên tin tưởng, bởi vì cái câu chuyện nên tin tưởng nó sẽ là đôi khi sẽ bị gò vào mọi người. Mình sẽ dùng từ là chúng ta cứ chờ đợi đi đã. Và tháng 11 này là thời điểm mà ông Chuzier phải thể hiện đúng cái mục tiêu mà ông đặt ra, và sẽ xem là như thế nào. Lúc đấy chúng ta sẽ có những cái đánh giá chính xác hơn.
Ok, với một bạn đang đặt câu hỏi rất là hay, bạn Khôi Lê. Bạn nói rằng là hai anh cho em hỏi là Văn Quyết và Công Phượng ai tốt hơn. Và bạn Khôi bạn nói hơi tư cực một tí là Văn Quyết dùng tiền để mua huấn luyện viên để lên tuyển. Thì cái này là cái mà CMS trả lời câu hỏi trước khi Minh Quân đưa quan điểm nhé. Thứ nhất là nếu Văn Quyết mà dùng tiền mua huấn luyện viên lên tuyển ấy, thì Văn Quyết phải lên tuyển từ lần trước rồi cơ, chứ không phải lần này, là một. Cái thứ hai là với câu hỏi Văn Quyết và Công Phượng ai tốt hơn, cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là Văn Quyết là cầu thủ sửa bóng tốt hơn nhiều, kinh nghiệm hơn, khôn ngoan hơn, khéo léo hơn, và Quyết là một cầu thủ mà có những cái tình huống dứt điểm nó quái hơn rất nhiều so với Công Phượng, già dặn hơn nữa. Còn cá nhân Công Phượng thì cái yếu tố mà Phượng hơn Quyết sẽ là vì cái sức trẻ là một, cái thứ hai là cái khả năng giữ thăng bằng, rồi khả năng va chạm của Phượng nó thế thôi nhưng mà cũng rất dày mình. Và đây là những cầu thủ sẽ là khỏe nhất của Hoàng Gia Lai giai đoạn mà thế hệ 199, thế hệ 95. Văn Toàn là cầu thủ hơi bị đẩy bàn, hơi kiểu gió một tí là ngã đúng không? Nhưng với Công Phượng ấy là một cầu thủ mà cực kỳ lì lợm và cực kỳ dày mình, thì va chạm với Công Phượng thì về mặt va chạm thì Quyết không thể bằng Phượng đâu. Nhưng về mặt xử lý tình huống này, khôn ngoan vượt qua đối phương này thì Phượng không thể bằng Quyết được. Quyết là cầu thủ dùng đầu nhiều hơn, còn Quyết dùng cái đầu nhiều hơn, còn Phượng sẽ dùng sức nhiều hơn. Trong nhiều tình huống chúng ta sẽ thấy rằng là Phượng sẽ cố gắng đẩy bóng ly và dùng sức của mình để vượt lên, còn với Quyết thì sẽ sử dụng cách nó mềm mại hơn. Cho nên với cá nhân mình thì ở góc độ Quyết và Phượng thì mình sẽ tin rằng là Quyết sẽ có nhiều yếu tố đánh giá để cao hơn so với Phượng. Còn với Quân thì sao? Nếu như mà so sánh Văn Quyết với Công Phượng thì cũng giống như nhà báo chí Công, em hoàn toàn đồng tình với anh, thì Văn Quyết được đánh giá cao hơn Công Phượng. Tuy nhiên ở cái thời điểm này chúng ta so sánh Văn Quyết với Công Phượng là một cái sự so sánh hơi vô lý, tại vì dù thì Quyết cũng đi trước Công Phượng rất là nhiều năm rồi, là lớn hơn Công Phượng rất là nhiều tuổi, là 4 tuổi đúng không anh? Đúng rồi, 4 tuổi. Và Văn Quyết thì nếu như mà chúng ta thử thấy Công Phượng, những cái tình huống đi bóng của anh ta cũng đôi lúc gặp những cái tình huống mà anh ta bị mất bóng qua người không thành công. Tuy nhiên hãy xem Văn Quyết ở trên sân và anh ta xử lý bóng, anh ta cầm bóng, các trung vệ ngoại của V-League hiện tại cũng gặp rất nhiều khó khăn khi Văn Quyết cầm bóng trong chân. Và ở Văn Quyết chúng ta thấy cái sự độ quái của anh ta, và khả năng dứt điểm của Văn Quyết cũng không phải dạng vừa. Văn Quyết hơn Công Phượng ở một cái điểm nữa là em muốn nói ở đây là những tình huống đưa ra quyết định cuối cùng là tỷ lệ cao hơn là Công Phượng. Ok, một câu hỏi của bạn 14 củ tỏi nghe hơi ở diện rộng ngoài cái câu chuyện livestream hôm nay, nhưng xin phép trả lời. Bạn 14 củ tỏi nói rằng là em nghe nói những cầu thủ ngoại binh hiện tại của Việt Nam là những cầu thủ hàng sa thải của những thải Thái League, Liga Indonesia, Malaysia Super League, có đúng hay không anh? Thực ra nói câu chuyện hàng sa thải thì nghe nó hơi bị cực đoan, nhưng chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng mặt bằng V-League hiện tại với tài chính của V-League hiện tại của các câu lạc bộ ấy thì không thể hấp dẫn bằng với Thái Lan, bằng Liga và bằng Malaysia được. Những đội bóng ở Indo hay là những đội bóng ở Malai và Thái Lan ấy, họ có một nền tảng tài chính quá mạnh, và đó là lý do vì sao các đội cầu thủ ngoại binh họ sẽ ưu tiên hơn khi đến Đông Nam Á chứ. Chúng ta hiểu rằng Đông Nam Á là một trong những cái điểm đến có lẽ là gần cuối sự nghiệp của họ rồi, và họ cần lựa chọn những nơi nào mà có giá trị và thu nhập tốt nhất cho họ thôi. Nên ưu tiên của họ sẽ thứ tự theo kiểu là Thái Lan, Malaysia, Indonesia rồi mới đến Việt Nam là như thế. Nên là câu chuyện mà sa thải nghe nó hơi bị căng thẳng, nhưng đúng là cái mức độ ưu tiên của ngoại binh nó là như vậy. Khi họ không đá được ở Thái Lan, họ sẽ chọn lựa một giải đấu thấp hơn để họ đến thôi. Thì cái mức độ ưu tiên của Việt Nam chúng ta đang là thứ tư. Đấy là điều mà xin phép chia sẻ với 14 củ tỏi. Thực ra thì ở trong những mùa giải gần đây thì chúng ta thấy như Công an Hà Nội, Hà Nội FC, họ không còn mua những cầu thủ đã từng thi đấu tại khu vực Đông Nam Á nữa. Mà Hà Nội FC thì mới đây họ đã chiêu mộ một cái tân binh là Danielson Pereira Junior. Đây là cầu thủ đang thi đấu ở giải Brazil và hình như đã từng đối đầu với Pepe rồi. Và ngoài ra thì ở mùa giải năm ngoái thì chúng ta thấy thì Công an Hà Nội họ chiêu mộ John Clay, một cầu thủ cũng từ thi đấu từ Brazil và trở về V-League thi đấu, cũng như Gustavo cũng là điều tương tự. Ở Hà Nội FC thì cũng còn là Helison Kion, cũng là một điều tương tự. Tuy nhiên thì cũng như bạn 14 củ tỏi nói thì ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam chỉ là sự lựa chọn thứ tư thôi. Chúng ta thấy như trường hợp của Rafael Sanchez mùa giải năm ngoái, anh ta đã đang thi đấu cho Port FC ở Thái League. Còn ở đầu mùa giải năm ngoái thì chúng ta thấy ở trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội thì có Gustavo Henrique, một cầu thủ đã từng thi đấu ở giải Thái League trong màu áo của BG Batam. Thì theo em nghĩ thì ở thời điểm hiện tại thì cái tài chính của các câu lạc bộ V-League họ không thể nào mà đưa ra một cái mức đãi ngộ hấp dẫn để thu hút những cầu thủ này về được. Thế nên là việc họ chọn Thái League, Liga hay là Malaysia Super League cũng là điều bình thường. Mình thấy một câu nói rất hay của bạn 14 củ tỏi và mình muốn nâng tầm quan điểm này lên. Đấy là bạn 14 củ tỏi có nói rằng là nhìn ông huấn luyện viên Thanh Hóa, em lại nhớ thầy Park luôn đứng ngoài sân đường pitch chỉ đạo cầu thủ, bảo vệ cầu thủ mình và luôn động viên họ cố lên. Xin phép hỏi Minh Quân một câu hỏi tương lai nhé.
giả sử trong trường hợp một cái điều hơi xấu xí một tí là ông Philippe Chuzier có thể là không đồng hành đội tuyển Việt Nam trong một quãng thời gian sau này, thì liệu rằng Veliza Popov có phải là cái tên mà chúng ta nghĩ đến hay không? Mỗi huấn luyện viên đều có một cái phong cách chỉ đạo khác nhau và chúng ta nên tôn trọng họ. Ông Chuzier có cái phong cách của ông ấy và ông Popov có phong cách máu lửa của ông ta, và nhiều người hâm mộ Việt Nam mình rất thích cái phong cách của huấn luyện viên Popov về cái sự máu lửa, cái sự cuồng nhiệt. Tức là chúng ta luôn luôn tình hình trong đầu là huấn luyện viên phải đứng trên sân, phải háo lửa hết mình thì mới là huấn luyện viên. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng nhìn huấn luyện viên khác thì họ cũng có sự trầm, họ cũng phải thâm, họ phải có một cái trầm mặc một nhất định tí, họ còn là người đọc trận đấu thôi, đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta đã từng biết là ông Veliza Popov này có thể thành công ở phương diện là dẫn dắt một câu lạc bộ, tuy nhiên lên đội tuyển quốc gia chúng ta chưa thể biết được, tại vì trong cái lịch sử trong cái sự nghiệp dẫn dắt của ông Popov này thì ông ta không đạt được quá nhiều thành công trong các màu áo của đội tuyển quốc gia. Trong hình như 2-3 năm dẫn dắt đội tuyển U23 Myanmar thì ông này, cái thành tích tốt nhất của ông này là chỉ đạt được huy chương đồng tại SEA Games thôi, và khi lên đội tuyển quốc gia cầm hàng loạt những ngôi sao như kiểu Quang Hải, Hoàng Đức hay là Văn Thanh, Văn Hậu, Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng hay là Đỗ Duy Mạnh, thì liệu ông ta có thể biết cách sử dụng những cái nhân sự này hiện tại này hay không? Mà một tiêu chí nữa là ở cấp câu lạc bộ thì huấn luyện viên gần như làm việc trực tiếp cầu thủ liên tục trong một năm, nhưng với đội tuyển quốc gia thì chúng ta chỉ làm việc với các cầu thủ theo từng đợt thôi, thì rõ ràng là việc làm theo từng đợt đấy thì cái thế của cầu thủ, huấn luyện viên, sự hiểu biết huấn luyện viên với cầu thủ đó sẽ thấp hơn nhiều so với việc là sống cùng huấn luyện cầu thủ nằm ở kiểu như là cả một giai đoạn tháng nào cũng tháng nào sinh hoạt với cầu thủ, câu lạc bộ sẽ khác. Đôi khi thì câu lạc bộ thì huấn luyện viên được lựa chọn cầu thủ khác nữa, ngoại binh nữa, trong cái đội tuyển quốc gia thì không. Nên mình nghĩ rằng là nhiều người sẽ nghĩ rằng là ông Popov là người rất phù hợp với đội quốc gia Việt Nam, nhưng cá nhân mình thì chúng ta hơi vội vàng trong chuyện này. Chúng ta mới nhìn được là ông này có một sự máu lửa trong phong cách huấn luyện, ông này có sự máu lửa trong lối chơi, nhưng liệu nó hợp với cả đội quốc gia Việt Nam hay không và hợp với đường dài hay không còn là một câu chuyện đặt dấu hỏi nữa. Nên bây giờ thì như quan điểm của Thanh Phong hay rất nhiều người đang cùng xem livestream đấy là chúng ta cứ chờ đợi ông Philippe Chuzier thể hiện mình như thế nào đi, đặc biệt là vòng loại World Cup này, trước khi đưa ra một cái nhận định chính xác hơn. Và Quân Nguyễn có nói rằng là cái khó của ông Chuzier theo em là việc ông lựa chọn một lối chơi không dễ áp dụng, và với đặc thù đội quốc gia Việt Nam thì cũng khó để lắp được và ghép vào trong thời gian ngắn, đôi khi lắp ghép được rồi thì thời đợt sau lại không rõ. Với Quân Nguyễn thì theo cá nhân là Quân, thì một bạn Quân Nguyễn hỏi Quân đi, thì mấy bạn Quân thì bạn quan điểm của Quân Nguyễn thế nào? Từ từ để em đọc lại câu hỏi loát lại nhé. Cái khó của ông Chu theo em là việc lựa chọn một lối chơi không dễ áp dụng, và với đặc thù của đội tuyển quốc gia thì cũng khó để lắp ghép trong quãng thời gian ngắn, đôi khi lắp ghép được rồi thì đợt sau cũng không rõ. Thì cái điều này em đã nói rất nhiều trong cái buổi livestream lần trước rồi, thì trong 10 năm trở lại đây thì bóng đá Việt Nam chỉ chơi phòng ngự phản công thôi. Tuy nhiên dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzier thì đùng một cái ông ta xoay chuyển đội tuyển Việt Nam sang hoàn toàn một cái cách lối chơi mới, như kiểu bước sang một cái trang mới. Thì đội tuyển Việt Nam thì các cầu thủ Việt Nam cần phải thích nghi chứ, cần phải có quãng thời gian thích nghi chứ. Và sau khi có quãng thời gian thích nghi rồi thì chắc chắn là các cầu thủ sẽ hiểu được ông Chuzier hơn và được thấm nhận được triết lý của Chuzier hơn, và từ đó chúng ta sẽ nhìn được cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam nó thanh thoát hơn, nó bài bản hơn và nó ấn tượng hơn. Thì cũng khó để lắp ghép trong một thời gian, đôi khi lắp ghép được rồi thì đợt sau thì cũng không rõ. Thì tuy nhiên chúng ta cứ nên tin tưởng vào ông Chuzier cái đã. Thì theo như nhiều trường hợp ở trên thế giới rồi, cũng như huấn luyện viên Mikel Arteta cũng vậy, nhiều người từng nói triết lý của Mikel Arteta không hợp với Arsenal, tuy nhiên các cầu thủ cần thời gian và ông Chuzier cũng cần thời gian để ông ta giúp các cầu thủ thấm nhận được triết lý của mình, và các cầu thủ cũng phải thấm nhận được cái triết lý của ông Chuzier, từ đó chúng ta mới tạo ra được một cái đội tuyển mà mạnh mẽ, đoàn kết và thể hiện được một cái lối chơi đẹp như thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi nghĩ rằng là cái khó ông Chuzier sẽ có những khó như này. Một là ông Chuzier đến với đội tuyển quốc gia Việt Nam trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đã quá thành công. Thưa ông Park, những cầu thủ mà gắn liền với ông Park Hang-seo thì cũng đã quá thành công trong sự nghiệp bản thân mình rồi. Không ai, nhưng hỏi Minh Quân thực sự một câu hỏi nhé. Là với 10 tỷ trong tay thì em nghĩ em cố gắng hay không? Rõ ràng là chúng ta đặt bằng chung của chúng ta với con số là thu nhập bình quân đầu người mỗi người một tháng 10 triệu. 10 triệu nhân 1 năm là 100 triệu. Thì bây giờ chúng ta có 10 tỷ trong tay thì chắc chắn nhiều người sẽ có suy nghĩ là thôi an hưởng tuổi già ngay từ bây giờ thôi. Nên cái câu chuyện trở lại với ông Chuzier đó là những cầu thủ công thần của thời ông Park Hang-seo giỏi thì giỏi đấy, nhưng không phải tất cả trong số đó còn mặn mà với quốc gia Việt Nam. Và ông Chuzier sẽ phải đi tìm một lực lượng khác theo phù hợp với bản thân mình, với triết lý của mình, với lối chơi của mình, vốn dĩ đã khác với lối chơi phòng ngự phản công của ông Park Hang-seo rồi. Như vậy là sẽ phải xẹt từ đầu và xây lại với những cái tên nào? Là những cái tên trẻ hơn, còn khao khát hơn, còn năng lượng hơn,
cộng với những cầu thủ công thần trước kia vẫn còn mặn mà và khao khát ở quốc gia Việt Nam. Và khi chúng ta bắt đầu, người ta cũng nói rồi, bắt đầu từ con số 0 dễ hơn rất nhiều so với bắt đầu ở trên đỉnh cao. Khi mà chúng ta lên đỉnh cao, chúng ta đi đến đâu ạ? Đi đâu gì? Chúng ta phải đi sang một sườn dốc bên kia và chúng ta phải đi một cái núi khác. Nhưng với điểm số 0 thì chúng ta bắt đầu đi lên, chúng ta nhìn thấy rằng là ở phía trên có mục tiêu. Rõ ràng là ông Chu Dê đã ở giai đoạn khó khăn ở góc độ rất nhiều rồi. Tuyển chọn nhân sự khó, thay đổi lối chơi khó. Và những cầu thủ trẻ hiện tại của ông Chu Dê đang tìm ấy, lại là những cầu thủ được ít được thi đấu ở V-League nữa. Nó sự tổng hòa của quá nhiều yếu tố khác nhau. Và khi chúng ta đặt ở góc độ ở bên ngoài, chúng ta nói rằng tại sao không chọn cầu thủ này. Nhưng chúng ta không đứng ở vị trí cương vị huấn luyện viên để chúng ta hiểu rằng là ông ta đang phải đối diện với những khó khăn nào khi gọi cầu thủ ấy lên. Chúng ta thấy rằng cầu thủ đó là cầu thủ giỏi, nhưng chắc gì người ta đã thực sự là mặn mà đội quốc gia nữa. Đó là cái điều mà chúng ta cũng dễ nhìn thấy thôi. Và chúng ta cũng sẽ phải hiểu rằng là khi mà chúng ta tiếp quản một cái nơi mà nó đã quá thành công, nhưng cái thành công đó là câu chuyện quá khứ, và hiện tại nó đang là những cái khó khăn với những cái rào cản, thì ông ta phải giải quyết từng cái một. Cho nên mình nghĩ rằng là cái thời gian 10 tháng vừa qua khi mà dẫn dắt đội tuyển U23 của quốc gia Việt Nam là thời điểm mà ông Philippe Chu Dê đang định hình thôi. Và bây giờ là lúc ông khai thác giá trị định hình đó. Thì đấy là lý do cho chúng ta nói là chờ đợi. Cái khó khăn của ông Chu Dê là thế. Và một câu nói nữa với cá nhân mình, câu hỏi của bóng đá mà đang trêu thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng là cũng sẽ là cái mà chúng ta lại quay trở lại vấn đề đầu tiên. Đấy là chào hai bình luận viên, cho tôi hỏi thanh niên Trương Tiến Anh có phải là con cưng của ông Chu Dê không vậy? Nó giống như câu hỏi mà Phan Văn Đức có phải là con cưng của ông Park Hang Seo ấy. Thì xin phép được nói về bóng đá thế này là bọn mình cũng đã phân tích cụ thể về Tiến Anh ở phần đầu tiên câu chuyện rồi. Và với cá nhân mình thì Tiến Anh là cầu thủ không quá tệ. Chỉ có điều rằng Tiến Anh là một cầu thủ chưa đủ cái đẳng cấp để khẳng định mình trên quốc gia Việt Nam thôi. Đã có giai đoạn mà Tiến Anh có cơ hội để thể hiện mình điều đó, nhưng Tiến Anh đã tiếc nuối là bỏ lỡ cơ hội đó. Nếu như Tiến Anh ghi bàn với Hàn Quốc chẳng hạn, mọi thứ sẽ khác với Tiến Anh. Mọi quan điểm sẽ có sự thay đổi cái nhìn về Tiến Anh hơn. Vậy thì chúng ta hãy cứ chờ đợi xem Tiến Anh hay Văn Đô, những cầu thủ tranh cãi của quốc gia Việt Nam thể hiện mình thế nào ở trận đấu với Philippines và Iraq. Nếu như họ ghi bàn thắng chẳng hạn thì có lẽ rằng là cái quan điểm dành cho họ sẽ được tích cực hơn so với lúc này. Còn với Minh Quân thì sao? Liệu Tiến Anh có phải là con bài gọi là con nuôi của Chu Dê không? Thực sự chúng ta phải thông cảm cho bên Philippe Chu Dê thôi, chứ trong 4 đợt tập trung gần nhất thì ông gọi Tiến Anh lên tuyển, và trong 3 trận đấu gần nhất thì Tiến Anh đều được ra là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam. Thì đùng một cái ở trong đợt tập trung tháng 11 này, ví dụ như ông huấn luyện viên Philippe Chu Dê loại Trương Tiến Anh thì đó cũng là một điều gây thực sự là gây tranh cãi với chính cái bản thân của ông ấy. Chứ người hâm mộ có thể thỏa mãn, nhưng mà ông ấy nếu như mà ông loại Trương Tiến Anh ra thì ông ta sẽ gây ra những cái mâu thuẫn cho chính cá nhân ông ấy luôn. Chính cá nhân ông ấy luôn. Thì theo em nghĩ thì nếu như mà Trương Tiến Anh có thể không đạt được phong độ trong 1-2 đợt tập trung tới, thì nếu như mà anh ta với lại huấn luyện viên Philippe Chu Dê nếu như mà tìm ra được những con người đủ tốt hơn, hoặc là Văn Thanh thể hiện bản thân mình nhiều hơn, hoặc là Xuân Mạnh thi đấu ở bên phía anh là cánh phải có thể thi đấu tốt hơn, thì ông ta sẽ dần dần sẽ rút Tiến Anh về từ từ dần. Đúng rồi, thực ra đây là câu chuyện cạnh tranh mà mình nghĩ rằng là các cầu thủ đang có cơ hội ngang nhau, và Tiến Anh cũng đã có những cơ hội nhất định của mình rồi. Thì nếu như bạn ấy thể hiện được bản thân mình ở cái vòng đấu tới, vòng loại tới, thì bạn ấy sẽ ở lại, còn không bạn ấy sẽ bị đào thải. Đây là câu chuyện mà chúng ta mình nghĩ rằng nó là câu chuyện bình thường thôi. Ai cũng được trao cơ hội, nhưng vấn đề là cơ hội đấy ai nắm được và ai phát huy được, thì đấy là năng lực của người ta. Ok, và có lẽ rằng đây cũng là lời kết của livestream ngày hôm nay. Chúng ta đã đi cùng nhau hơn 1 tiếng đồng hồ, và rất cảm ơn lúc đã có thời điểm chúng ta đến gần 200 người đang xem rồi. So với kỳ vọng bọn mình thì bọn mình hy vọng là nhiều người sẽ theo dõi hơn, và mình hy vọng rằng ở những buổi livestream kế tiếp sẽ có rất nhiều người đồng hành cùng với chúng mình để cùng nhau nói về bóng đá Việt Nam, cùng nhau nói về bóng đá Việt Nam với những kiến thức, với những cái thông tin bọn mình thu thập được bằng kiến thức nghề. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và nếu như mọi người cảm thấy hay, đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn chuông để liên tục cập nhật những thông tin về livestream vào buổi trưa và bản tin bóng đá diễn ra vào lúc 20 giờ tối. Bên cạnh đó là những video hiện trường của mình sẽ đến tận nơi các sân vận động để cùng nhau khai thác. Nếu như mọi người có những góp ý, có những chia sẻ, có những cái đóng góp về mặt thông tin thì mọi người có thể comment vào phần bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.